MC Thanh Show Audio Chuyện Hay kính chúc quý khán giả có những phút vui vẻ và thoải mái trên kênh. Đừng quên like cũng như đăng ký kênh ủng hộ đội ngũ Ra Đều Video phục vụ mọi người nhé. Sau đây mời quý khán giả cùng nghe chuyện Chiến Hồn U Linh tập 168. Đế huyết thành ngàn dặm bên ngoài cổ lâm, cổ mục cứng cáp, cành lá rậm rạp, tráng kiện thân cây duỗi hướng lên trời vũ, bốn phía mười phần yên ắng cùng u tĩnh. Lúc này, loại này yên ắng cùng u tĩnh bị mấy đạo tất tất tốt tốt thanh âm cắt ngang. Cẩn thận xem xét, sẽ phát hiện, cổ lâm bên trong có hai người chính đang bận rộn cái gì, hai người không phải kẻ khác, chính là Tiêu Phàm cùng Bạch Ma. Tiểu tử, bốn canh giờ bố trí cái này vạn tượng bàn long trận vẫn là quá mức thô giáp, nhiều nhất có thể tiếp nhận thần vương tiền kỳ ba kích. Bạch Ma thần sắc có chút ngưng trọng nói. Ba kích hẳn là đầy đủ, Tiêu Phàm lại là lơ đễnh, huống chi, coi như chúng ta nghĩ bố trí càng cường đại trận pháp, cũng không có đầy đủ vật liệu. Ngươi không phải có thể khắc lục trận bàn sao? Có trận bàn ở, những vật khác tương đối mà nói liền yêu cầu không lớn. Bạch Ma lại nói, dùng hoài nghi ánh mắt nhìn lấy Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không khỏi trợn trắng mắt, nói, ngươi cho rằng khắc lục một cái vương giai trận pháp trận bàn như thế đơn giản sao? Không có 7 ngày thời gian toàn thân tâm quán chú, cơ bản không có khả năng làm được. Nói đến đây, Tiêu Phàm cũng hít khẩu khí, thật sự là hắn tu vi quá thấp, dù là hắn hiện tại cũng đã chạm tới vương giai trận pháp tầng thứ, nhưng hắn linh hồn lực lượng vẫn như cũ không đủ để thời gian ngắn khắc lục một cái vương giai trận bàn. Lần trước cái kia thập phương tuyệt sát trận trận bàn, liền xài Tiêu Phàm không ít tâm tư, hơn nữa còn là ở tiến vào bách sát chiến trường lúc, ở trong hư vô chạy đi thời điểm khắc lục. Muốn trách thì trách Lôi Viên tiểu tử kia không đề cập tới sớm nói cho một tiếng, bằng không cũng sẽ không như thế nơm nớp lo sợ. Bạch Ma nhẹ gật đầu. Hắn kỳ thật đối trận pháp nhất đạo 10 phần hiểu rõ, chỉ là trước đó 10 phần khó chịu Tiêu Phàm, cho nên vẫn không có bại lộ hắn ở trận pháp phía trên năng lực mà thôi. Ong ong tương đương. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm cùng Bạch Ma hai người đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, lông mày trâu trở thành chữ xuyên. Nên đến chả là muốn đến. Tiêu Phàm hít sâu một cái, nhanh chóng biến mất ở nguyên chỗ, chỉ lưu lại một câu, Bạch Ma, nhanh lên một chút, thời gian không nhiều lắm. Tốt, Bạch Ma khó được không có bác bỏ Tiêu Phàm mệnh lệnh, cái này bách sát chiến trường đêm tối, nhưng hắn đều có loại nồng đậm bất an. Hắn hiện tại chỉ là bán bộ thần vương cảnh, cự ly thần vương cảnh chỉ có cách xa một bước, nhưng là liền là cách xa một bước này, nếu là chính diện gặp gỡ thần vương chân chính cường giả, hắn cũng chỉ có bị đánh phần. Mắt thấy bóng tối kia sắp đánh tới, hai người tốc độ nhanh đến mức cực hạn, bốn canh giờ thời gian, bố trí ra một cái vương giai trận pháp, đối với hai người tới nói, cũng đã mười phần không dễ dàng. Tiêu Phàm trong lòng cũng đã bắt đầu đếm thầm lên, không sai biệt lắm 10 cái vài hô hấp sau, Tiêu Phàm đột nhiên bóp tay đánh ra một đạo thủ ấn, ngay sau đó, từng đạo hà mang từ Tiêu Phàm bọn họ ở trong sơn cốc trùng thiên mà lên. Sơn cốc không lớn, cũng chính là 100 trượng chu vi tả hữu. Nhưng ở trận pháp chiếu xuống, bốn phía cũng bỗng nhiên biến sáng rực lên. Hô! Cũng liền ở lúc này, bóng đêm vô tận từ sơn cốc trên không lướt qua, toàn bộ không gian, chỉ có Tiêu Phàm bọn họ vị trí sơn cốc sáng như ban ngày. Bất quá mấy tức sau đó, cái kia hà quang mênh mông biến mất, sơn cốc lần nữa biến hắc ám vô cùng, chỉ là chung quanh sơn cốc, vẫn như cũ còn có một đạo thần văn ba động, ngăn trở ngoài sơn cốc tất cả. Tiêu Phàm trên trán rịn ra không ít mồ hôi. Trên mặt lại là lộ ra an ủi tiếu dung. May mắn không làm nhục mệnh, Bạch Ma cũng nới lòng khẩu khí, cái này bốn canh giờ đối với hắn tới nói, cũng là một loại giày vò. Lão Lôi đây, Tiêu Phàm nhìn về phía Bạch Ma nói, cũng không có như thả gánh nặng cảm giác, bởi vì hiện tại mới vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Trọng yếu nhất là, Lôi Viên Vương còn phải độ thần vương kiếp, tại trong bóng tối này độ kiếp, cũng không phải tốt như vậy độ. Hắn đang làm cuối cùng chuẩn bị. Còn có một canh giờ, thần vương cướp liền sẽ giáng lâm, có thể hay không vượt qua, phải xem hắn vận khí. Bạch Ma chỉ phía trước sơn lâm nói. Chúng ta cũng khôi phục một cái thể lực, ta luôn cảm giác, cái này đêm tối cũng không phải tốt như vậy qua. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Một tháng trước đêm tối, hắn đụng phải đông đảo phệ thiên ma nghĩ, thật vất vả mới đem phệ thiên ma nghĩ đuổi đi, mà lần này, Tiêu Phàm trong lòng càng thêm không yên, luôn cảm giác có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh. Hắn thể nội thí thần, cũng mười phần bất an, tùy thời đề phòng nhìn chằm chằm bốn phía. Bạch Ma nhẹ gật đầu, không cần Tiêu Phàm nhắc nhở, hắn cũng biết rõ dị ma đáng sợ, cho dù là thần vương, cũng không dám ở trước mặt dị ma phách lối. Thời gian chậm rãi xói mòn,
Tiêu Phàm cùng Bạch Ma vận chuyển tự thân tu luyện công pháp, nhanh chóng khôi phục thần lực và tâm thần. Một canh giờ, cho bọn hắn thời gian cũng đã không nhiều lắm, bọn họ nhất định phải lấy trạng thái tốt nhất đối mặt tiếp xuống muốn phát sinh sự tình, nhường Lôi Viên Vương vượt qua thần vương cảnh, nếu không đối với bọn họ tới nói, tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Oanh! Sau nửa ngày, một đạo tiếng sấm tiếng đem Tiêu Phàm kinh tỉnh lại, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, bỗng nhiên nhìn về phía không trung, lại là nhìn thấy cái kia bóng đêm vô tận, tự nhiên hội tụ cuồn cuộn lôi vân. Lôi vân, lờ mờ lóe ra bạch sắc lôi quang, giống như vô tận lôi thú ở trong đó du tẩu, lao nhanh, thanh thế cuồn cuộn, đáng sợ đến cực điểm. Thần vương cướp trước thời hạn, Tiêu Phàm sắc mặt vô cùng ngưng trọng, bỗng nhiên đứng dậy, nhìn về phía phương xa. Cái kia bị vô tận đêm tối xâm nhiễm hư không, đứng đấy một đầu to lớn viên hầu, đạt đến 10 trượng, cả người hiện lên xích huyết sắc, toàn thân càng là đan xen vô số lôi điện. Viên hầu hiển nhiên liền là Lôi Viên Vương, hắn cũng đã hóa thành bản thể, cầm trong tay một cây hắc thiết bổng nhìn hầm hầm thương khung, trên người phát ra đáng sợ khí thế, liền hư không đều đang không ngừng rung động. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Phàm trong đầu không khỏi phù nhớ tới kiếp trước hiểu rõ Tôn Ngộ Không, cầm trong tay thiết côn, dám cùng thiên đấu. Giờ phút này Lôi Viên Vương thực sự quá giống, hắn ngạo nhiên mà đứng, dương mắt lạnh lẽo không trung lôi vân, đang đợi lôi vân giáng lâm. Ầm ầm, không trung lôi vân bên trong truyền đến từng tiếng gầm thét, giống như từng tôn cổ lão thần linh đang nổi giận, nó đang xúc thế, chuẩn bị dành cho độ kiếp giả hủy diệt tính oanh sát. Hắc sắc lôi vân bên trong lôi điện cũng chậm chậm biến hừng hực lên, chiếu sáng một phương thiên địa. Thông qua cái kia quang mang, Tiêu Phàm cùng Bạch Ma tức khắc thấy rõ bốn phía trong bóng tối tất cả, hai người nhìn nhau, trên người không khỏi hiện nổi da gà lên. Phệ Thiên Ma nghĩ, Bạch Ma hoảng sợ nói, thân làm đại đế hắn, rất ít như thế kinh ngạc, nhưng đối mặt Phệ Thiên Ma nghĩ, hắn nội tâm cũng 10 phần không bình tĩnh. Không chỉ Phệ Thiên Ma nghĩ, còn có một chút khác dị ma. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm trong bóng tối. Vừa mới nhìn thoáng qua, Tiêu Phàm lờ mờ nhìn thấy từng đầu hắc sắc quái vật, đồng thời mọc ra cương châm lông tóc, phát ra lạnh lẽo u mang, Tiêu Phàm trong lúc nhất thời căn bản không thấy rõ cái kia quái vật rốt cuộc là cái gì. Hắn và Bạch Ma biết rõ bách sát chiến trường đêm tối rất khủng bố, nhưng bây giờ mới phát hiện, nơi này đêm tối so tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Hơn nữa, càng đi bách sát chiến trường chỗ sâu, gặp gỡ dị ma cũng càng cường hoành. Tiểu tử, ta cảm giác cái này trận pháp có chút không đáng tin cậy. Bạch Ma hít sâu một cái nói. Bóng tối kia, ẩn ẩn có một cỗ đáng sợ khí tức, có thể uy hiếp đến tính mạng hắn, loại cảm giác này, Bạch Ma cũng đã thật lâu chưa từng cảm thụ qua. Tiểu Bạch, những cái này dị ma, rốt cuộc là đến từ đâu, mảnh này bách sát chiến trường, trước kia thuộc về cái nào thế giới? Tiêu Phàm không nhịn được nhìn về phía Bạch Ma hỏi. Không thuộc về cái này kỷ nguyên, bọn họ đến từ hắc ám loạn cổ niên đại. Bạch Ma có chừng có mực nói ra. Tiêu Phàm biết rõ. Bạch Ma biết rõ một chút bí mật, chỉ là không muốn nói cho hắn mà thôi. Oanh! Tiêu Phàm chuẩn bị lại hỏi thăm một chút sự tình, đột nhiên, chân trời lôi vân bắt đầu quay cuồng lên, từng đạo mấy trượng lớn nhỏ bạch sắc lôi điện từ cửu tiêu phía trên đáp xuống. Một thoáng thời gian, một cỗ hủy diệt tính khí tức, bao phủ toàn trường. Nơi xa thiên khung, nháy mắt bị lôi điện bao phủ, kinh khủng năng lượng ba động bao phủ giữa thiên địa. Đây chính là thần vương kiếp. Tiêu Phàm mặt lộ cổ quái. Thần vương kiếp, cùng mỗi người thực lực có quan hệ, thực lực càng mạnh, thần vương kiếp càng mạnh, ngươi nếu là đột phá thần vương cảnh, thần vương kiếp đoán chừng muốn cường đại gấp mấy lần. Bạch Ma ở một bên giải thích nói. Gấp mấy lần sao? Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng. Kỳ thật, hắn ý cứ cũng không phải lại nói cái này thần vương kiếp cường đại, mà là hắn cảm giác quá yếu. Không cần Lôi Viên Vương, liền là hắn Tiêu Phàm, cổ thần cảnh hậu kỳ. Cũng cảm giác có thể tùy tiện vượt qua kiếp nạn này. Thậm chí Tiêu Phàm nội tâm đều có chút hoài nghi, cái này căn bản không phải chân chính thần vương cảnh. Tiêu Phàm trong đầu, không khỏi hồi tưởng bản thân lúc trước độ vô lượng thần lôi kiếp, nếu luận mối về uy thế mà nói, căn bản không cần cái này kém bao nhiêu. Đương nhiên, uy lực chân chính tự nhiên không phải cái này thần vương kiếp có thể so sánh, dù sao lúc trước Tiêu Phàm vẻn vẹn chỉ là đột phá chiến thần cảnh mà thôi. Nghĩ đến bản thân chính là thiên đố chi nhân, Tiêu Phàm biết rõ, bản thân tương lai nếu là vượt qua thần vương kiếp, khẳng định không chỉ cường đại gấp mấy lần như thế đơn giản. Lần trước là hắn vận khí tốt, chiếm được bốn loại huyền hoàng chi khí, nếu không mà nói, hắn đột phá cổ thần cảnh liền khả năng dẫn tới thần lôi kiếp.
Chỉ là tương lai muốn đột phá thần vương cảnh, cái này thần lôi kiếp đoán chừng là không cách nào miễn trừ. Tiêu Phàm thu liễm tâm thần, phóng tầm mắt nhìn tới, lại là nhìn thấy cái kia lôi điện triệt để đem lôi viên vương bao phủ, xuyên thấu qua lôi kiếp, Tiêu Phàm có thể rõ ràng nhìn thấy, lôi viên vương cầm trong tay hắc thiết côn, một côn đánh phía cái kia đầy trời lôi điện. Hư không nổ vang liên tục, mảnh này vững chắc không gian đều tiếp nhận không được áp lực này, bắt đầu vỡ nát. Vỡ nát hư không năng lực, đây là thần vương cường giả mới có thể làm được, bình thường cổ thần cảnh đỉnh phong, bán bộ thần vương cảnh, nhiều nhất cũng liền vỡ nát từng đạo hư không liệt phùng mà thôi. Thần vương kiếp lôi điện cùng sở hữu 9 đạo, cái này đạo thứ nhất chỉ là món ăn khai vị mà thôi, phía sau 3 đạo mới là đáng sợ nhất, hy vọng lôi viên tiểu tử này có thể yên ổn vượt qua. Bạch ma thần sắc coi như bình tĩnh. Bậc này thần vương kiếp mặc dù đáng sợ, nhưng còn không đặt ở hắn bạch ma trong mắt, dù sao hắn thế nhưng là vượt qua đại đế cướp người. Bất luận cái gì tu sĩ, từ đột phá thần vương cảnh bắt đầu, mỗi vượt qua một cái đại cảnh giới, liền sẽ hạ xuống thần vương cảnh, muốn vượt qua một đạo môn này hạm, cũng không phải như thế đơn giản. 8-9 phần 10 người, đều sẽ chết ở cái này thần vương kiếp phía dưới, đây cũng là thần vương cảnh cường giả 10 phần thưa thất nguyên nhân một trong. Đương nhiên, những cái kia cổ vực cùng đế vực, thần vương cảnh ngược lại là không ít, đại vực nội tình tự nhiên không phải phổ thông địa vực có thể so sánh, nắm giữ tài nguyên đều không biết so phổ thông địa vực cường đại gấp bao nhiêu lần. Hy vọng hắn có thể thành công, Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, lôi viên vương nếu là có thể đột phá thần vương cảnh, bên cạnh hắn khả năng liền nhiều to lớn tay chân. Ngươi sẽ không sợ hắn đột phá thần vương cảnh, thoát ly ngươi trưởng khống. Thậm chí, giết ngươi. Bạch ma ý vị thâm trường nhìn xem Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, điểm này hắn không phải là không có nghĩ tới, thậm chí hắn cũng đã nghĩ tới cùng nhau ứng đối sách. Nếu quả thật đến một bước nào, ta cũng không để ý giết hắn. Mấy tức sau đó, Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại nói. Bạch ma nhìn chằm chằm Tiêu Phàm một cái, trong lòng của hắn nghi hoặc, Tiêu Phàm chẳng lẽ còn có cái gì át chủ bài, có thể diệt sát thần vương cảnh hay sao? Tiêu Phàm không còn để ý tới Bạch ma, mà là lặng lặng nhìn chăm chú lên nơi xa lôi viên vương. Lúc này, đế huyết thành vị trí, cả tòa thành trì hoàn toàn bị hắc ám ăn mòn, đoàn người xúc đứng ở tường thành, ngắm nhìn phương xa, đám người nội tâm 10 phần không bình tĩnh. Nơi đó làm sao sẽ có nhiều như vậy lôi điện? Chẳng lẽ là có ai đang độ kiếp sao? Ở bách sát chiến trường đêm tối độ thần vương kiếp, người kia không phải tìm chết sao? Coi như hắn có thể vượt qua thần vương kiếp, đoán chừng cũng sẽ bị hắc ám sinh linh diệt giết. Không kiêng nể gì như thế ở trong bóng tối độ kiếp, nhất định là có chỗ ỷ vào, chỉ là không biết cái kia độ kiếp giả là ai. Liền nhanh như vậy đột phá thần vương cảnh, chẳng lẽ là chiếm được trong truyền thuyết pháp tắc toái phiến? Không có khả năng, nơi này chỉ là bách sát chiến trường ngoại vi mà thôi, cho dù có cơ duyên, từ lâu bị những người khác cướp đi, theo ta thấy, 8-9 phần 10 là một cái nào đó đại thế lực thế hệ trước cường giả, cơ duyên xảo hợp lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, đột phá đến thần vương cảnh. Đế huyết thành tu sĩ toàn bộ đều kinh ngạc nhìn xem chân trời, nghị luận ầm ĩ, đám người thần sắc không giống nhau, có người lộ ra kinh ngạc, có người một mặt hờ hững, cũng có người một mặt cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Giờ phút này đế huyết thành cũng đã mở ra hộ thành đại trận, bọn họ tự nhiên là không kiêng nể gì cả, chỉ cần đợi ở trong đế huyết thành, đồng dạng liền không có nguy hiểm tính mạng. Mà ở lúc này, đế huyết thành Tây Thành, một tòa cổ phát thở mạnh cung điện, lại là tụ tập không ít thân ảnh. Đại điện trung ương, ngồi một cái bạch bào thanh niên. Bạch bào thanh niên không phải kẻ khác, chính là thần vô tâm, mà ở đại điện trung ương, cầm đầu một người lại là Tử Dương Kinh Hồng. Thần vô tâm, ngươi cần phải hiểu rõ, đây chính là chém giết kiếm hồng trần tốt đẹp cơ hội, hắc ám đột kích, thiên vũ vực người, cho dù muốn chạy trốn, đều không có khả năng. Tử Dương Kinh Hồng trầm giọng nói. Thần vô tâm trầm mặc không nói, ngón tay nhẹ nhàng đập lan can. Hiển nhiên là đang cân nhắc trong đó lợi và hại. Giết Tiêu Phàm, hắn cũng muốn, nếu là trước đó, hắn thậm chí sẽ không chút do dự xuất thủ, chỉ vì lấy được bách sát đế lệnh. Nhưng là đoạn thời gian trước đã trải qua sơn cốc sự tình, thần vô tâm do dự, ngoại giới truyền ngôn, Tiêu Phàm thế nhưng là giết Nguyệt Thiên Hạo, càng là diệt huyền thiên cổ vực hơn 100 cổ thần cảnh tu sĩ. Nếu như Tiêu Phàm thật có thực lực này, hắn thần vô tâm cùng Tử Dương Kinh Hồng liên thủ, cũng chưa hẳn có thể giết chết được Tiêu Phàm. Ngươi chẳng lẽ thực sự tin tưởng kiếm hồng trần giết huyền thiên cổ vực cùng ta Tử Dương cổ vực hơn 200 người sao? Nhìn thấy thần vô tâm do dự, Tử Dương Kinh Hồng lại nói ra. Chẳng lẽ không phải sao?
Thần Vô Tâm hơi nhíu mày. Đương nhiên không phải, Tử Dương Kinh Hồng lắc đầu nói, trong mắt lóe qua một tia vẻ khinh thường, lúc ấy ta chuẩn bị tiến vào sơn cốc, đột nhiên hà quang vạn trượng, hiển nhiên là có người kích phát một cái nào đó trận pháp, những người kia chết, là bởi vì trận pháp duyên cớ. Chẳng lẽ cái kia trận pháp không có khả năng là Kiếm Hồng Trần bố trí sao? Thần Vô Tâm ngưng tiếng nói, hắn lúc ấy lâm vào một loại huyễn cảnh, căn bản không biết về sau đã xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ biết là, làm bọn họ tỉnh lại thời điểm, Tử Dương cổ vực cùng Huyền Nguyệt cổ vực hơn 200 cổ thần cảnh cường giả toàn bộ đều biến thành thi thể. Kiếm Hồng Trần, Tử Dương Kinh Hồng khịt mũi coi thường, nói, đừng nói ta xem thường hắn, hắn thực lực cố nhiên không tồi, nhưng ở trận pháp một đường, khẳng định không có bao nhiêu thành tích, dù sao tuổi của hắn bày ở đó. Một phần vạn đây, Thần Vô Tâm lại nói, từ tu luyện tới hiện tại, qua nhiều năm như vậy, ngoại trừ đã từng sợ hãi qua Tiêu Phàm bên ngoài, hắn còn chưa bao giờ kiêng kỵ như vậy một người. Không có vạn nhất, Tử Dương Kinh Hồng ngữ khí 10 phần khẳng định, nói, hắn nếu thật có thể bố trí trận pháp, tại sao chỉ giết Huyền Thiên cổ vực cùng Tử Dương cổ vực người, mà không có giết ngươi và ngươi thuộc hạ? Đừng nói cho ta, ngươi và Kiếm Hồng Trần liên hợp lại hãm hại chúng ta. Ngươi khi vu hãm bản thần tử sao? Thần Vô Tâm lên cơn giận dữ. Ta không phải vu hãm ngươi, mà là lại nói một cái sự thật. Tử Dương Kinh Hồng nhìn thấy Thần Vô Tâm có chút ý động, rèn sắt khi còn nóng nói, ngươi cũng hẳn là biết rõ, có đại đế cường giả xuất hiện sự tình. Theo ta thấy, là hai cái kia trăm người kích phát một cái nào đó cổ trận, thả ra một cái nào đó bị nhốt lão bất tử, cái kia lão bất tử giết tất cả mọi người, có lẽ là kiêng kỵ ngươi thân phận, cho nên mới không có đối các ngươi ra tay. Mặt khác, Kiếm Hồng Trần hiện tại đều không xuất hiện, 89 phần 10 ở bế tử quan, chúng ta hiện tại đi lên diệt thiên vũ vực tất cả mọi người, đến lúc đó giết hắn một người, chẳng lẽ còn không dễ dàng sao? Tử Dương Kinh Hồng nói như vậy, quả thật có không nhỏ sức hấp dẫn, chỉ có đế huyết thành bên trong không cho phép chiến đấu quy củ, ở bọn họ nhìn đến, hoàn toàn là không tồn tại. Bất quá Thần Vô Tâm vẫn như cũ không có hoàn toàn tin tưởng, hắn luôn cảm giác sự tình không phải chuyện như thế. Thần Vô Tâm, đừng nói cho ta, ngươi không có gan. Nhìn thấy Thần Vô Tâm thờ ơ, Tử Dương Kinh Hồng tức khắc cười lạnh một tiếng, khích tướng nói. Hừ, ngươi đều dám đối với hắn động thủ, bản thần tử lại có làm sao không dám. Thần Vô Tâm phẫn nộ đứng dậy, khịt mũi coi thường nói. Đế huyết thành Nam Thành, Thanh Minh bọn họ đứng sừng sững tường thành, ngắm nhìn phương xa, bọn họ không có chú ý trong bóng tối sinh linh, ngược lại nhìn chăm chú lên chân trời vô tận lôi điện. Đúng rồi, Kiếm huynh, Bạch tiền bối cùng Lôi tiền bối đây. Thanh Minh liếc nhìn lấy toàn trường, đột nhiên nhớ tới cái gì. Kiếm huynh có vẻ như một mực đang bế quan, không có đi ra. Kiếm tử đáp lại nói. Mặc dù nói như vậy, nhưng hắn trong lòng cũng nghi hoặc không thôi, coi như Tiêu Phàm bế quan, vậy cũng không nên không gặp được Bạch Ma cùng Lôi Viên Vương a. Nhưng bây giờ, bọn họ ba người lại tựa như đồng thời biến mất đồng dạng, dung không được đám người không nghi hoặc. Khó trách Kiếm huynh thực lực như thế kinh người, lúc này còn có tâm tư bế quan. Long Phi Vũ đắng chát cười nói. Có hộ thành đại trận ở, trong bóng tối sinh linh uy hiếp không được chúng ta, ta cũng bế quan đi, qua mấy ngày lại đi săn giết dị ma, kiếm lấy quân công chỉ. Kiếm tử khẽ cười một tiếng nói, lấy ra một cái tiểu hồ lô, lại đi trong miệng rót một ngụm. Cũng liền tại hắn quay người một sát na kia, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, ngay sau đó, từng tiếng gầm thét truyền đến. Các ngươi là người nào, dám xông ta Nam Thành khu vực? Phẫn nộ thanh âm quanh quẩn ở chân trời, thiên vũ vực đám người nháy mắt quay đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy nơi xa lít nha lít nhít điểm đen hướng về bọn họ vị trí bay vụt mà đến. Không tốt, có người đối với chúng ta xuất thủ. Thanh Minh quát lạnh một tiếng, dưới chân đạp mạnh, tiếp tục hướng về trung ương khu vực bay đi, những người khác nhìn thấy, cũng không chút do dự đi theo. Mấy hơi thở thời gian, Thanh Minh một nhóm liền xuất hiện ở Nam Thành trung ương khu vực, lạnh lùng nhìn xem đối diện người tới. Ở dưới bọn họ mới, lại là một tòa cung điện. Người tới nhìn xem phía dưới yên tĩnh cung điện, toàn bộ đều lộ ra một tia vẻ cười lạnh. Tử Dương Kinh Hồng, Thần Vô Tâm, các ngươi muốn làm cái gì? Thanh Minh nhìn hằm hằm người tới nói. Đối diện cầm đầu hai người chính là Tử Dương Kinh Hồng cùng Thần Vô Tâm hai người, Thần Vô Tâm cuối cùng vẫn là bị Tử Dương Kinh Hồng thuyết phục, hai đại thế lực lựa chọn liên thủ đối phó Thiên Vũ Vực. Làm cái gì, tự nhiên là giết các ngươi. Tử Dương Kinh Hồng cười lạnh nói, hắn Tử Dương cổ vực mạc xanh kỳ diệu chết 70 đến 80 người, khẩu khí này hắn có thể nuốt không xuống đi.
Bây giờ Tiêu Phàm đang bế tử quan, ngoại giới lại bị hắc ám xâm nhập, Thiên Vũ vực người cho dù muốn chạy trốn đều không có khả năng, dạng này cơ hội, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nếu là có thể giết diệt Thiên Võ vực tu sĩ, sau đó lại vây giết Tiêu Phàm một người, có thể liền muốn dễ dàng nhiều. Đế huyết thành không cho phép giết người, chẳng lẽ ngươi còn muốn vi phạm quy củ hay sao? Long Phi Vũ híp hai mắt, lạnh lùng nhìn xem Tử Dương Kinh Hồng. À, ta nói sai, ta không phải tới giết các ngươi, mà là đến phế các ngươi. Tử Dương Kinh Hồng ta cười nói. Đế huyết thành quy củ, hắn mặc dù không thế nào để ở trong mắt, nhưng vẫn là không dám công nhiên không nhìn. Bất quá, quy củ bên trong cũng không có nói không thể phế người tu vi, nói đến cùng, hay là nơi này quy củ không hoàn thiện, thậm chí có thể nói là đến bảo hộ cường giả, mà không phải bảo hộ kẻ yếu. Vô luận ở nơi nào, quy tắc đều là cường giả chế định, kẻ yếu chỉ có tuân thủ phần. Thiên Vũ vực đám người nghe vậy, sắc mặt đại biến, giờ phút này Tiêu Phàm không ở, bọn họ những người này cũng không phải Tử Dương cổ vực cùng huyết u cổ vực đối thủ. Nếu là động thủ, bọn họ những người này 8-9 phần 10 đều phải chết ở nơi này. Chẳng lẽ các ngươi liền kiếm huynh đều không để vào mắt sao? Lúc này, Thanh Minh đột nhiên tiến lên một bước, lạnh lùng nhìn xem đối diện Tử Dương Kinh Hồng nói. Kiếm Hồng Trần, Tử Dương Kinh Hồng trên mặt lộ ra vẻ khinh miệt, khinh thường nhìn xem dưới chân cung điện, nói, hắn bây giờ đang ở bế tử quan, giết các ngươi, hắn cũng chưa hẳn sẽ biết sao. Huống hồ, các ngươi nếu là toàn bộ đều phế đi, đến lúc đó có thể không ai có thể giúp hắn, chúng ta muốn giết hắn một cái đang bế quan người, liền cùng bóp chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Nói đến đây, Tử Dương Kinh Hồng cũng đã chậm rãi giơ lên tay phải, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, hắn sau lưng hơn 200 người, tất nhiên sẽ bao vây mà lên, đem Thiên Vũ vực tất cả mọi người đều phế đi. Thiên Vũ vực đám người trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ, Tử Dương Kinh Hồng nói không sai, bọn họ những người này nếu chết rồi, Tiêu Phàm một người có thể liền phiền toái. Có đúng không? Nhưng mà, cũng liền ở lúc này, một đạo đạm mạc thanh âm vang vọng hư không. Nghe được thanh âm này, Thiên Vũ vực tu sĩ toàn bộ đều cùng đánh gà máu tươi, vừa mới sợ hãi đều biến mất hết không gặp, chiếm lấy là một loại cường thế. Bởi vì cái kia chủ nhân thanh âm chính là Tiêu Phàm, như có Tiêu Phàm ở, bọn họ những người này liền không sợ tất cả. Tử Dương Kinh Hồng thần sắc lấp lóe không yên, đối Tiêu Phàm thanh âm, hắn là lại cực kỳ quen thuộc. Cái kia lời nói, liền tựa như một bàn tay, hung hăng rút ở trên mặt hắn đồng dạng, hắn vừa mới còn nói Tiêu Phàm bế tử quan, có thể trong nháy mắt, liền nghe được Tiêu Phàm thanh âm. Giết một cái Nguyệt Thiên Hạo còn chưa đủ à, Tiêu Phàm thanh âm vang lên lần nữa, trong giọng nói hiện ra sắc ý lạnh như băng. Cố kia hàn ý, nháy mắt bao phủ toàn trường, rất nhiều người không khỏi sợ run cả người, cảm giác bị băng xương bao trùm đồng dạng, loại cảm giác này mười phần khó chịu. Công tử, vừa mới có người truyền tin cho ta, Kiếm Hồng Trần trước đó rời đi Đế Huyết Thành, trong này Kiếm Hồng Trần 8-9 phần 10 là giả. Coi như Tử Dương Kinh Hồng do dự thời điểm, hắn người sau lưng trong đám, đột nhiên có người cho hắn truyền âm nói. Giả, Tử Dương Kinh Hồng trợn to hai mắt, lập tức trên mặt chất đầy xương lạnh, trong lòng của hắn vô cùng khó chịu, bản thân dĩ nhiên kém chút bị Kiếm Hồng Trần thanh âm dọa cho lui. Vô luận như thế nào, Thiên Vũ vực người hôm nay đều phải diệt. Tử Dương Kinh Hồng trong lòng giận dữ hét, giết không chết Tiêu Phàm, diệt Thiên Vũ vực đám người cũng là chuyện tốt. Huống hồ hiện tại Tiêu Phàm còn không ở, Tử Dương Kinh Hồng là không thể nào bỏ lỡ cái này cơ hội. Nghĩ tới cái này, Tử Dương Kinh Hồng trên mặt hiện ra băng lãnh tiếu dung, lạnh giọng nói Kiếm Hồng Trần, có gan lăn đi ra. Cũng đừng nói cho ta, nhưng người nào ở bên trong giả mạo ngươi. Tử Dương Kinh Hồng một bộ ta xem thấu ngươi bộ dáng, tùy thời làm xong xuất thủ chuẩn bị. Tử Dương Kinh Hồng, ngươi mắt mù à, Kiếm Công Tử liền ở trong đại điện bế quan, qua một lúc Kiếm Công Tử đi ra, ngươi cũng đừng chạy. Thanh Giả Vũ khẽ kêu nói. Cũng vừa lúc đó, đột nhiên cả người khoác chiến giáp tu sĩ ở Thanh Minh bọn họ bên tai nói nhỏ mấy tiếng, liền nhanh chóng rời đi. Thanh Minh, Kiếm Tử bọn họ sắc mặt nháy mắt biến thành màu gan heo, Thanh Minh càng là kém chút kinh kêu đi ra, cho Kiếm Tử bọn họ truyền âm nói Kiếm huynh thật rời đi Đế Huyết Thành. Giữ cửa những người kia không tất yếu lừa gạt chúng ta, chỉ là Tử Dương Kinh Hồng lại là như thế nào phát hiện, nghe cái kia thủ vệ nói Kiếm huynh đi bí ẩn. Kiếm Tử hít sâu một cái. Lần này sự tình, sợ là có chút khó giải quyết. Thi Hoàng Tử híp híp hai mắt, đáy mắt chỗ sâu phát ra như có như không sắc ý. Muốn chiến liền chiến, sợ hắn làm gì? Long Phi Vũ nhàn nhạt mở miệng,
trên người chiến ý chợt ẩn chợt hiện. Chờ đợi chốc lát, Tử Dương kinh hồng vẫn như cũ không nhìn thấy Tiêu Phàm đi ra, trên mặt hắn tiếu dung càng tăng lên, lập tức cười lạnh nhìn xem Thanh Minh bọn họ nói, Kiếm Hồng Trần quả nhiên cũng đã rời đi Đế Huyết Thành, đáng tiếc các ngươi còn bị mơ mơ màng màng, ha ha, thực sự là trời cũng giúp ta, hôm nay, các ngươi từng cái, đều phải chết. Lời này vừa nói ra, Thiên Vũ vực người sắc mặt đại biến, toàn bộ đều lấy ra binh khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thần Vô Tâm, lần trước tha cho ngươi một mạng, ngươi lá gan lại lớn sao? Lúc này, đại điện bên trong lại truyền tới Tiêu Phàm thanh âm. Thần Vô Tâm thần sắc cứng lại, hắn đối Tiêu Phàm thế nhưng là phát ra từ nội tâm kiêng kỵ. Bất quá, Tử Dương kinh hồng lại là không chút nào đem Tiêu Phàm đặt ở trong lòng, nhìn chằm chằm phía dưới đại điện nói, ha ha, Kiếm Hồng Trần, có gan ngươi đi ra, nhìn ta không diệt. Ngươi động một cái thử xem, lời còn chưa dứt, Tử Dương kinh hồng lời nói xinh xinh kẹt, cùng này đồng thời, đại điện cánh cửa bang một tiếng bỗng nhiên mở ra, một đạo thân ảnh từ bên trong đi ra. Một thoáng thời gian, đoàn người ánh mắt toàn bộ đều ngưng tụ ở đại điện cửa ra vào vị trí, toàn trường bỗng nghiêm một chút, đám người thần sắc không giống nhau. Cửa ra vào vị trí, một đạo hắc bào thân ảnh nhạt nhưng mà đứng, hơi hơi ngẩng đầu, con người hơi có vẻ băng lãnh nhìn xem đối diện Tử Dương cổ vực cùng Huyết U cổ vực người. Mấy tức sau đó, cặp kia đen kịt con ngươi cuối cùng rơi vào Tử Dương kinh hồng trên người, nhìn Tử Dương kinh hồng tê cả da đầu. Giả, nhất định là giả. Tử Dương cổ vực một cái trung niên tu sĩ kinh ngạc nói, đôi mắt bên trong đều là không tin tưởng sắc. Tử Dương kinh hồng thiếu chút nữa thì nhìn không được một cái tát chết hắn, ngươi nhà, nhiều như vậy con mắt nhìn xem đây, làm sao có thể là giả. Giờ phút này, hắn sắc mặt cũng biến vô cùng tái nhợt lên, nguyên bản hắn coi là Tiêu Phàm bế quan, bản thân liền có thể không kiêng nể gì cả đối phó Thiên Vũ vực tu sĩ. Mà khi hắn nghe được Tiêu Phàm rời đi Đế Huyết Thành sự tình sau đó, Tử Dương kinh hồng nội tâm càng là cuồng hỉ lên. Có thể nơi nào sẽ nghĩ đến, Tiêu Phàm dĩ nhiên sống sờ sờ xuất hiện ở nơi này. Tử Dương kinh hồng bản thân đều không biết, hắn nội tâm cũng đã bắt đầu kiêng kỵ Tiêu Phàm. Ta để ngươi thử xem, không nghe được sao? Tiêu Phàm băng lãnh thanh âm vang lên, một đôi sắc bén con ngươi nhìn thẳng Tử Dương kinh hồng, sát khí lấp lóe. Tử Dương kinh hồng nắm đấm nắm chặt, tuy nhiên hắn không biết trước đó thời gian ở cái kia sơn cốc bên trong phát sinh cái gì, nhưng Tiêu Phàm có thể sống sót, liền đã đủ để chứng minh Tiêu Phàm cường đại. Thử xem, nếu là Tiêu Phàm thật như vậy cường đại, những người này chết cũng liền bình thường, nhưng một phần vạn hắn thất bại a, thậm chí đem bản thân lưu lại nơi này đây. Tử Dương kinh hồng không dám đánh cược, chỉ có thể nắm chặt nắm đấm đứng ở hư không. Tử Dương kinh hồng, ngươi không phải nói ngươi không sợ Kiếm Hồng Trần a, hiện tại hắn ngay ở ngươi trước mặt, chính là động thủ cơ hội tốt. Thần Vô Tâm hừ lạnh một tiếng. Hắn vốn liền không nghĩ đến tìm Tiêu Phàm phiền phức, chỉ là bị Tử Dương kinh hồng thuyết phục mà thôi, bây giờ nhìn thấy Tiêu Phàm ngay ở trước mắt, hắn cũng đã từ bỏ cái này tâm tư, càng là không chút do dự bỏ đá xuống giếng. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng 10 phần khó chịu, ngươi Tử Dương kinh hồng không phải nói không sợ a, hiện tại Kiếm Hồng Trần xuất hiện, ngươi liền bắt đầu làm thứ hèn nhát, còn muốn lừa phỉnh ta đi chịu chết. Chúng ta đi, Tử Dương kinh hồng khẽ cắn môi, đưa tay vung lên, sau đó đưa tay vung lên, quay người liền chuẩn bị rời đi. Ta để ngươi đi rồi sao? Lúc này, Tiêu Phàm lạnh lùng thanh âm vang lên. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới đối phó Tử Dương kinh hồng, có thể Tử Dương kinh hồng 1-2, 2-3 tìm hắn phiền phức, thật đúng là đem hắn xem như quả hồng mềm. Nếu như không phải hắn có truyền tống khai ngọc, có thể kịp thời từ Đế Huyết Thành bên ngoài chạy về, Tử Dương kinh hồng lại làm sao có thể buông tha Thiên Vũ vực đám người đây? Làm sao, ngươi còn muốn lưu lại ta không thành? Tử Dương kinh hồng 10 phần khinh thường, cho dù hắn không phải Tiêu Phàm đối thủ, nhưng hắn nếu muốn đi, ai cũng ngăn không được. Không thử xem, làm sao biết rõ đây? Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Thoại âm rơi xuống, hắn thân hình bỗng nhiên biến mất ở nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện, đã là ở Tử Dương kinh hồng trước người, từng đạo hồng chỉ từ trên người hắn nở rộ mà ra, nháy mắt bao phủ chu vi vạn trượng. Giờ khắc này, vạn trượng phạm vi bên trong tốc độ thời gian trôi qua tức khắc trở nên chậm rất nhiều, đồng thời, Tiêu Phàm không chút do dự duỗi ra một cái ngón tay. Tù thần chỉ. Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, căn kia ngón tay nhẹ nhàng nhô ra, từng đạo kim sắc quang mang nở rộ, giống như một vòng sáng chói thái dương, cho người không dám nhìn thẳng. Lờ mờ có thể nhìn thấy, cái kia kim sắc quang mang bỗng hóa thành từng đạo kim sắc quang thúc,
Quỷ dị là, kim sắc quang thúc dĩ nhiên biến vô cùng nhu hòa, không còn là một đầu trực tuyến. Trong lúc hô hấp, cái kia đầy trời kim sắc quang thúc nộ khiếu mà ra, hướng về Tử Dương của vực đám người bắn ra, tốc độ nhanh đến cực hạn. Lui, Tử Dương kinh hồng không nghĩ đến Tiêu Phàm dĩ nhiên nói ra tay liền ra tay, khi hắn lấy lại tinh thần thời khắc, đầy trời kim sắc quang tuyến cũng đã hướng về hắn quấn quanh mà đến. Tuy nhiên hắn không biết cái này kim sắc quang tuyến là thứ gì, nhưng lại cho hắn một loại vô cùng nguy hiểm cảm giác. Không thể không nói, Tử Dương kinh hồng xem như số một số hai thiên tài, hắn phản ứng tốc độ cũng không chậm, làm kim sắc quang tuyến sắp tới gần thời khắc, chân hắn dẫm huyền diệu bộ pháp, nháy mắt lui về phía sau mấy trăm trượng. Nhưng là, những người khác cũng không có hắn vận tốt như vậy, nháy mắt bị cái kia kim sắc quang thúc cuốn lấy, nhường đám người kinh hãi là, cái kia đầy trời kim sắc quang tuyến dĩ nhiên xuyên thủng bọn họ thân thể, trói buộc lại bọn họ thần lực và linh hồn. Vẹn vẹn trong nháy mắt, bị kim sắc quang tuyến cuốn lấy đám người liền mất đi lực lượng, cảm giác thần lực bị rút lấy không còn, mà linh hồn lại bị trói lại, rốt cuộc không thể động đậy. Có chút thực lực khá mạnh, cùng cự ly Tiêu Phàm khá xa Tử Dương cổ vực tu sĩ may mắn trốn khỏi vạn trượng hồng trần phạm vi. Nhưng cũng có 50 đến 60 người bị Tiêu Phàm cái kia kim sắc quang tuyến cuốn lấy, nháy mắt trở thành tù nhân. Thần Vô Tâm cùng hắn 6 cái thuộc hạ nhìn thấy một màn này, không khỏi hít một hơi lạnh, đây chính là 50 đến 60 người, dĩ nhiên nháy mắt bị Tiêu Phàm chế trụ. Nếu là đổi lại bọn họ, đó là tuyệt đối không có khả năng làm được. Tiêu Phàm nhưng không có để ý tới đám người chấn kinh, tay phải kéo một cái kia 50 đến 60 người bỗng bay tới. Tù thần chỉ, chính là thiên giai thần thông, từ lúc Tiêu Phàm tiến về Thiên Võ Thần Sơn thời điểm liền bắt đầu tu luyện, đoạn thời gian trước mới đại thành. Chỉ là Tiêu Phàm một mực không sao cả thi triển, bởi vì cái này thần thông đối thần lực tiêu hao cực lớn, hơn nữa không thể giết người, chỉ có thể tù người ở. Lần trước bị Huyền Nguyệt cổ vực người truy sát, Tiêu Phàm liền nghĩ qua thi triển một chiêu này thần thông, đáng tiếc Huyền Thiên cổ vực truy sát hắn người phân tán quá mở, cho nên Tiêu Phàm mới không có thi triển. Mà hiện tại, những người này đều tụ tập ở đại điện phía trên, Tiêu Phàm thi triển vạn trượng hồng trần điều kiện tiên quyết, nháy mắt khốn trụ một phần ba người cũng không khó. Bất quá, Tiêu Phàm cũng bị tù thần chỉ uy năng chấn kinh, cái kia kim sắc quang tuyến, dĩ nhiên có thể phong ấn nhân thần lực cùng thần hồn. Không hổ là tù thần chỉ. Công tử, cứu chúng ta. Công tử, cứu ta. 50 đến 60 người bị Tiêu Phàm lôi kéo tới, tức khắc kêu rên khắp nơi, bọn họ rất rõ ràng rơi vào kiếm hồng trần cái này ma quỷ trong tay sẽ có như thế nào hạ tràng. Đây chính là liền Tử Dương Kinh Vân đều dám giết quái vật A, bọn họ những người này, chỉ là phổ thông Tử Dương cổ vực tu sĩ, đối phương lại làm sao có thể thủ hạ lưu tình đây. Tử Dương Kinh Hồng phẫn nộ đến cực điểm. Sắc mặt chướng đỏ bừng, Tiêu Phàm thực lực hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu. Hiện tại, coi như hắn muốn ra tay cũng chưa hẳn có thể giết Tiêu Phàm, Tiêu Phàm bắt 50 đến 60 người, luận nhân số, Tử Dương cổ vực cũng đã không thể so với Thiên Vũ vực nhiều. Mấu chốt nhất là, Thần Vô Tâm căn bản không có xuất thủ ý tứ, thậm chí còn khả năng từ phía sau chọc hắn đao. Kiếm Hồng Trần, thả bọn họ, hôm nay sau đó, người ta nước giếng không phạm nước sông. Tử Dương Kinh Hồng trầm tư hồi lâu, thật sâu phun ra một câu. Nhưng mà, Tiêu Phàm liền con mắt đều không liếc hắn một cái, mà là nhìn về phía sau lưng đám người nói, đem những người này phong ấn sau đó giam lại. Là, Thiên Vũ vực đám người đần độn gật gật đầu, bọn họ cũng bị Tiêu Phàm chiêu này cho khiếp sợ đến. Tất cả mọi người đều chưa bao giờ nghĩ tới, trước kia nhường bọn họ nghe tin đã sợ mất mật của vực tu sĩ, bây giờ dĩ nhiên cũng trở thành bọn họ xâm lược đối tượng, tất cả những thứ này, đều là Tiêu Phàm mang đến. Kiếm Hồng Trần, chẳng lẽ ngươi còn muốn giết bọn hắn hay sao? Nơi này thế nhưng là Đế Huyết Thành. Tử Dương Kinh Hồng nhìn thấy Tiêu Phàm không lọt vào mắt bản thân, giận dữ nói. Ngươi cũng biết rõ nơi này là Đế Huyết Thành, vừa mới các ngươi xuất thủ đối phó ta Thiên Vũ vực người lại tính cái gì? Tiêu Phàm khịt mũi coi thường nói. Hắn rất rõ ràng, vô luận ở nơi nào, kẻ yếu đều không có quyền nói chuyện lực, trò chơi quy tắc, đều chỉ có cường giả mới có tư cách chế định. Dừng một chút. Tiêu Phàm lại nói, ngươi yên tâm, ta không phải giống như ngươi phá hư quy củ. Nghe được lời này, Tử Dương của vực tu sĩ lộ ra vẻ mừng rỡ, kể từ đó, bị Tiêu Phàm bắt sống 50 đến 60 người cũng không cần dùng chết. Chẳng qua là làm bọn họ nghe được Tiêu Phàm tiếp xuống lời nói lúc, tiếu dung ngưng kết, chiếm lấy là tuyệt vọng. Chờ hôm nay hừng đông, ta sẽ đem bọn họ mang ra Đế Huyết Thành, từng cái chậm rãi giết.
Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm Tử Dương Kinh Hồng nói. Chờ hôm nay hừng đông, ta sẽ đem bọn họ mang ra Đế Huyết Thành, từng cái chậm rãi giết. Tiêu Phàm băng lãnh lời nói thật lâu quanh quẩn ở hư không, tựa như kinh lôi đồng dạng đánh vào ở đây mỗi người tu sĩ trong lòng. Đám người coi là Tiêu Phàm không dám ở Đế Huyết Thành giết người, chỉ là đuổi bắt những người này tra tấn một cái, sau đó nhất định sẽ thả Tử Dương cổ vực người. Có thể nơi nào sẽ nghĩ đến, Tiêu Phàm dĩ nhiên căn bản không có buông tha bọn họ ý tứ. Tất nhiên Đế Huyết Thành không cho giết người, vậy ta đi Đế Huyết Thành bên ngoài giết. Kể từ đó, chẳng phải không cùng Đế Huyết Thành quy củ đối nghịch sao? Đoàn người cảm nhận được Tiêu Phàm trên người sát ý lạnh như băng, không khỏi dùng mình một cái, bọn họ còn chưa bao giờ gặp qua như thế sát tính người, đây quả thực liền là sát thần. Tiêu Phàm cũng không phải nói đùa chơi, những người này thế nhưng là Thiên Vũ vực địch nhân, Tiêu Phàm căn bản không có khả năng buông tha bọn họ. Mặt khác, Tử Dương Kinh Hồng ở sau lưng chọc đao, người nào biết rõ về sau hắn còn có thể hay không làm dạng này sự tình, Tiêu Phàm cũng không muốn thường xuyên bị người nhớ thương. Muốn giết người, tự nhiên muốn bỏ ra đầy đủ đại giới, trên đời này chỗ nào chỉ có giết người, mà không có bị người sát đạo lý. Càng chủ yếu là, Tiêu Phàm giờ phút này đang quan tâm Lôi Viên Vương độ kiếp sự tình, những người này nếu là làm rối loạn hắn kế hoạch, vô cùng có khả năng hại chết Lôi Viên Vương. Mặc kệ Lôi Viên Vương vượt qua thần vương kiếp sau đó sẽ như thế nào, chí ít hiện tại, Tiêu Phàm đem Lôi Viên Vương trở thành chính mình người, liền không thể để cho hắn chết. Hắn vừa mới đem trạng thái khôi phục lại tốt nhất, những người này liền đến tìm phiền phức, Tiêu Phàm có thể buông tha bọn họ mới là lạ. Làm sao, còn chưa cút, chẳng lẽ đều muốn lưu lại sao? Tiêu Phàm băng lãnh con ngươi quét về phía không trung. Ánh mắt kia, mười phần bá đạo, giống như nhìn một chút run rế. Tử Dương cổ vực người không khỏi dùng mình một cái, rất nhiều người thậm chí cảm giác toàn thân phát lạnh. Thiên Vũ vực tu sĩ lại tựa như đánh gà máu tươi, hưng phấn vô cùng, bọn họ không nghĩ tới, bản thân Thiên Vũ vực tu sĩ, cũng có nhìn xuống người khác một ngày. Tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt càng thêm khâm phục lên, giờ phút này Tiêu Phàm, nói là một người ép một vực cũng không phải là quá. Dạng này khí phách, dạng này đảm lượng, phóng tầm mắt Thiên Vũ vực, từ cổ chí kim, lại có mấy người. Chúng ta đi, trước hết nhất lấy lại tinh thần tới là Thần Vô Tâm, hắn dứt khoát mang theo bản thân 6 cái thủ hạ rời đi. Hắn tâm lý lại là càng thêm hồ nghi, Tiêu Phàm rốt cuộc là người nào. Đối phương biết hắn, mà hắn lại không quen biết đối phương, trong đầu hắn nghĩ tới vô số thân ảnh, nhưng liền là không nghĩ tới trước mắt người, liền là bản thân đại địch Tiêu Phàm. Công tử, chúng ta đi trước đi, quay đầu lại nghĩ biện pháp cứu bọn họ. Tử Dương Kinh Hồng bên người một cái tu sĩ thấp giọng mở miệng nói. Tử Dương Kinh Hồng trong lòng tràn ngập sự không cam lòng, nhưng hắn lại rõ ràng kiêng kỵ Tiêu Phàm thực lực. Cuối cùng, hắn đành phải hừ lạnh một tiếng, mang theo Tử Dương cổ vực còn lại 100 người tới rời đi thời khắc, hắn sắc mặt chướng đỏ bừng, trên trán gân xanh càng là bạo khởi, tựa như muốn nổ tung một dạng. Từ nhỏ đến lớn, hắn Tử Dương Kinh Hồng còn chưa bao giờ nhận qua dạng này khí, nhưng mà, lại gặp gỡ Tiêu Phàm sau đó, cái này đã là lần thứ 3, khẩu khí này, hắn vô luận như thế nào đều nuốt không xuống. Giống như Tiêu Phàm bất tử, hắn tâm tính nhất định sẽ bị ngăn trở, đời này có lẽ lại cũng vô pháp bước vào thần vương cảnh. Nhìn thấy Tử Dương Kinh Hồng rời đi, Thiên Vũ vực tu sĩ cũng thở dài một hơi. Nếu quả thật khai chiến, Tiêu Phàm có lẽ không sợ bọn họ, nhưng bọn hắn những người này, có thể chưa chắc là Tử Dương cổ vực đối thủ. Thanh Mộc Tuyền, ngươi mang một số người, đem bọn họ thoạt nhìn, một cái đô đừng chạy cho ta. Nếu không vì ngươi là hỏi, Tiêu Phàm nhìn về phía không trung Thanh Mộc Tuyền nói. Người ở đây, nói đến cùng, cũng chỉ có Thanh Mộc Tuyền xem như Tu La Điện người, hắn cũng đành phải mệnh lệnh Thanh Mộc Tuyền. Là, Phó Điện Chủ, Thanh Mộc Tuyền gật gật đầu, trong lòng không hiểu kích động. Nàng đến hiện tại đều không biết, Tu La Điện rốt cuộc là như thế nào thế lực, nhưng điểm này đều không trở ngại nàng đối Tiêu Phàm tôn kính, thậm chí nội tâm vì gia nhập Tu La Điện cảm thấy 10 phần tâm hỷ. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, sau đó dậm chân tiến nhập đại điện bên trong, đại điện cánh cửa đồng thời đóng. Rất nhiều người thật lâu mới lấy lại tinh thần, nắm đấm nắm chặt, bọn họ đang nghĩ, có lẽ, Thiên Vũ vực cũng rốt cuộc phải quật khởi. Đế Huyết Thành ngàn dặm bên ngoài giữa rừng núi, một đạo thân ảnh lóe qua, Bạch Ma tức khắc tiến lên đón. Sự tình làm xong, Bạch Ma nhìn thấy Tiêu Phàm sắc mặt có chút suy yếu, lo lắng nói. Một chút không có mắt đồ vật, Tiêu Phàm nhẹ gật đầu,
lại nhìn về phía nơi xa Lôi Điện Hải nói, đây là thứ mấy nói Lôi Điện. Đạo thứ năm, Bạch Ma trầm giọng nói, ngươi hiện tại khôi phục một cái trạng thái, ta nhìn chằm chằm điểm, qua một lúc khả năng tránh không được một trận đại chiến. Tiêu Phàm gật gật đầu, lập tức xếp bằng ở nguyên địa, nhanh chóng khôi phục thần lực. Tù thần chỉ quả nhiên không hổ là đỉnh cấp thiên giai thần thông, đáng tiếc, đối tự thân tiêu hao quá lớn, nếu như có thể đột phá cổ thần cảnh đỉnh phong, thì triển ra liền dễ dàng rất nhiều. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm nói. Thời gian chậm rãi xói mòn, lóa mắt liền qua một nén nhang thời gian, Lôi Viên Vương Thần Vương Kiếp đã đến đạo thứ 8. Lôi Điện Hải phía dưới, Lôi Viên Vương quanh thân ra chóc thịt bong, trên người chiến giáp đều sớm đã nổ tung, toàn thân nhuốm máu, nhiều chỗ bạch cốt xâm xâm. Đột phá thần vương cảnh, kinh lịch thần vương kiếp là nhất định phải một cái quá trình, không có người nào có thể giúp được hắn, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Lúc này, Tiêu Phàm cũng mở ra hai mắt, đứng ở bên người Bạch Ma, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm phương xa. Tiểu tử, có chút không thích hợp a, lấy Lôi Viên tiểu tử này thực lực, hẳn là có thể tùy tiện khiêng đến đạo thứ 8, có thể vừa mới cái kia đạo thứ 7 Lôi Điện liền trọng thương hắn. Bạch Ma nhíu mày một cái nói. Đoán chừng là chúng ta khinh thường hắn. Hắn thần vương kiếp so với chúng ta tưởng tượng mạnh hơn. Tiêu Phàm nói ra. Hắn ngược lại là không có suy nghĩ nhiều. Bạch Ma nói qua, mỗi người thực lực không giống nhau, thần vương kiếp cùng khác biệt, Lôi Viên Vương thần vương kiếp cường đại cũng hợp tình hợp lý. Không đúng, thần vương kiếp từ vừa mới bắt đầu, độ khó liền đã cố định, mặc dù sẽ một đạo so một đạo mạnh, nhưng là sẽ không giống hắn dạng này, tăng cường nhiều lắm. Bạch Ma lắc lắc đầu, luôn cảm giác sự tình không phải như thế đơn giản. Vậy ngươi biết là chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm hỏi. Hắn nội tâm hay là hy vọng Lôi Viên Vương có thể độ kiếp thành công, nếu là Lôi Viên Vương đột phá thần vương cảnh sau đó, không phản loạn bản thân, Tu La Điện thực lực tất nhiên sẽ tăng lên một mảng lớn. Khẳng định có bị thượng thiên đố kỵ đồ vật ở phụ cận, cho nên Lôi Viên thần vương kiếp mới có thể biến hóa lớn như vậy. Bạch Ma mười phần khẳng định nói, còn ngươi cũng ở bốn phía tìm kiếm lên. Bị thượng thiên đố kỵ đồ vật. Tiêu Phàm trong lòng hơi hơi kinh ngạc, bản thân hình như là thiên đố chi nhân a, có phải hay không liền là Bạch Ma trong miệng bị thượng thiên đố kỵ đồ đâu? Nếu quả thật là dạng này, cái kia chẳng phải là bản thân hại Lôi Viên Vương? Kia trách ta rồi, Tiêu Phàm nhỏ giọng lẩm bẩm một tiếng. Ngươi nói cái gì? Bạch Ma không nghe được Tiêu Phàm lời nói, hỏi ngược một câu, chẳng lẽ trên người ngươi có bị thượng thiên đố kỵ pháp bảo, hoặc là... Nhìn ta làm gì? Tiêu Phàm sững sờ. Chẳng lẽ Bạch Ma nhìn ra mình là thiên đố chi nhân? Bạch Ma thoại âm rơi xuống, nháy mắt hiểu cái gì, hít sâu một cái nói, ta ngược lại là quên, trên người ngươi cái kia cấm kỵ, chính là trời ghét đồ vật, lần này Lôi Viên có thể hay không vượt qua thần vương kiếp, đoán chừng có chút treo. Cấm kỵ, Tiêu Phàm nghe vậy, nới lỏng một ngụm, nguyên lai Bạch Ma nói là Tu La Ma Ảnh, xem ra là bản thân suy nghĩ nhiều, lập tức lại hỏi thần vương kiếp, ngoại nhân thật không thể nhúng tay sao? Ngươi có thể đi thử xem, ta dám cam đoan, Lôi Viên chỉ có thể chết càng nhanh. Bạch Ma tức giận nhìn Tiêu Phàm một cái. Tiêu Phàm mới vừa chuẩn bị rời đi trận pháp, đi lên trợ giúp Lôi Viên, lại bị Bạch Ma câu nói này dọa đến vội vàng thu chân về. Tiêu Phàm không dám tùy tiện đi thử nghiệm, dù sao hắn thế nhưng là thiên đố chi nhân, một phần vạn bản thân tới gần Lôi Viên Vương, đưa tới càng lớn thần vương cảnh, Lôi Viên Vương có thể liền phiền toái. Lôi Viên Vương mà chết, đối với Tu La Điện tới nói, thế nhưng là một tổn thất lớn. Tiểu tử, ngươi chính là không cần lo lắng người khác, tốt nhất lo lắng mình một chút a. Ngươi thực lực đồng giai hiếm có người địch, lại có cái kia cấm kỵ đồ vật ở, ngươi thần vương kiếp sợ không phải tốt như vậy độ. Bạch Ma trầm giọng nói. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, chính hắn lại như thế nào không biết đây. Năm đó đội chiến thần cảnh thần lôi kiếp, liền ra không lượng thần lôi kiếp, người nào biết rõ thần vương cảnh thời điểm, sẽ xuất hiện cái gì cướp. Nhưng hắn có thể khẳng định một chút là được, hắn thần vương kiếp, tuyệt đối so Lôi Viên Vương còn kinh khủng. Lúc này, đạo thứ 8 Lôi Điện cũng đã rơi xuống, bạch sắc Lôi Điện bên trong ẩn ẩn xen lẫn một tia kim sắc quang mang, bộc phát ra vô cùng đáng sợ uy thế. Quang hoa lóa mắt, thanh thế kinh người, Tiêu Phàm hơi hơi nắm nắm chặt đầu, thay Lôi Viên Vương bóp một cái mồ hôi lạnh. Tiểu Bạch, nếu không ta về trước đế huyết thành, hắn nếu là vượt qua, ngươi lại gọi ta tới. Tiêu Phàm vội vàng nói ra, hắn sợ bản thân ở chỗ này, ảnh hưởng cái này lôi kiếp. Không cần thiết, đạo thứ 9 thần vương kiếp cũng đã vận sức chờ phát động, từ vừa mới bắt đầu, ngươi muốn là không xuất hiện có lẽ còn khá một chút,
hiện tại chỉ có thể nhìn lôi viên tiểu tử kia tạo hóa. Bạch Ma lắc lắc đầu. Tiêu Phàm một trận bất đắc dĩ, bản thân nhưng không có hại chết lôi viên vương ý tứ, hắn căn bản là không có nghĩ tới, bản thân hôm nay ghen người, còn sẽ ảnh hưởng người khác thần vương kiếp. Bất quá Tiêu Phàm trong lòng cũng âm thầm nhắc nhở bản thân, về sau nếu là chính mình người độ kiếp, nhất định muốn đi xa xa. Ngươi cũng không cần lo lắng hắn, thần vương kiếp càng mạnh, hắn đối pháp tắc cảm ngộ cũng sẽ càng sâu, cơ sở cũng sẽ càng vững chắc. Bạch Ma biết rõ Tiêu Phàm trong lòng có chút khó chịu, lại an ủi một câu. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, hiện tại hắn có thể làm, chỉ có hào hào bảo hộ độ kiếp sau đó lôi viên. Huống hồ, ngươi nếu là rời đi, trở về trễ, ta một người cũng không bảo vệ được hắn. Bạch Ma lại bổ sung. Giống tương đương. Gầm lên giận dữ vang vọng hư không, lôi viên vương toàn thân đắm chìm ở trong lôi điện, toàn thân máu tươi nổ bắn ra, hắn cầm trong tay một cây hắc thiết côn gắt gao chống đỡ thân thể, không cho bản thân rơi xuống. Gầm thét chỉ là vì phát tiết trên người đau đớn, giờ phút này lôi viên cũng phiền muộn đến cực điểm, nguyên bản hắn cho rằng bản thân vượt qua thần vương kiếp là dễ như trở bàn tay sự tình. Có thể nơi nào sẽ nghĩ đến, thần vương kiếp so với hắn tưởng tượng muốn cường đại hơn hai lần. Mấy tức sau đó, đạo thứ 8 lôi điện rốt cục biến mất, lôi viên vương quỳ một chân xuống đất, trong miệng miệng lớn phun máu, đạo thứ 8 lôi kiếp, cơ hồ phá hủy hắn toàn thân xương cốt cùng ngũ tạng lục phủ. Cho dù linh hồn cũng có chút uể oải suy sụp, nếu như không phải hắn nghiến răng nghiến lợi kiên trì, có lẽ cũng đã ngã xuống. Không thể không nói, lôi viên vương nội tình vẫn là cực kỳ vững chắc, nếu không mà nói, dựa theo Bạch Ma thuyết pháp, hắn căn bản khiêng bất quá đạo thứ 7 lôi kiếp. Lôi viên vương quỳ một chân dưới đất mặt mũi, một cái tay khác run rẩy lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra mấy khỏa đan dược nhét vào miệng, đây là Tiêu Phàm vì hắn chuẩn bị. Người bình thường muốn dựa vào sức một mình vượt qua thần vương kiếp, cơ hồ là không có khả năng, đây cũng là bình thường địa vực hiếm có thần vương cường giả nguyên nhân. Mà những cái kia cổ vực cùng đế vực, lại nắm giữ rộng lượng pháp bảo cùng đan dược, bọn họ có thể nương tựa theo pháp bảo cùng đan dược độ kiếp, thành công tỷ lệ tự nhiên sẽ lớn rất nhiều. Nuốt vào một bình đan dược, lôi viên vương trên người thương thế nhanh chóng khôi phục, hắn khí thế cũng lần nữa tăng cường, chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị nghênh đón đạo thứ 9 lôi kiếp. Đạo thứ 9 lôi kiếp chính là cuối cùng một đạo, chỉ cần có thể vượt qua, hắn về sau liền là danh phó kỳ thật thần vương cảnh cường giả. Thế nhưng là, đạo thứ 9 lôi kiếp có dễ dàng như vậy vượt qua sao? Không trung lôi vân hải, tiếng ầm ầm bên tai không dứt, khí thế không ngừng kéo lên, tựa như muốn hủy diệt mảnh này hư không đồng dạng, đáng sợ đến cực điểm. Cố kiêu y thế, so phía trước 8 đạo lôi kiếp cộng lại đều muốn mạnh hơn nhiều. Nhìn thấy lôi viên vương giờ phút này trạng thái, Tiêu Phàm trong lòng cũng lo lắng vô cùng, bỗng nhiên, hắn tựa như nhớ tới cái gì, đưa tay vung lên, một tôn hắc sắc tiểu đỉnh nháy mắt xuất hiện ở lòng bàn tay hắn. Tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì? Bạch Ma nhìn thấy Tiêu Phàm cử động, vội vàng quát lớn. Cái này đỉnh hư đỉnh, là pháp bảo, cho hắn độ kiếp, có lẽ có thể gia tăng vượt qua tỷ lệ. Tiêu Phàm trầm ngâm nói, cái này đỉnh hư đỉnh là hắn từ Hoàng Phủ Hoàng Tiêu trên người đoạt tới, hơn nữa đã sớm bị hắn xóa đi ấn ký. Ngươi muốn hại chết hắn sao? Cái này đỉnh hư đỉnh bị ngươi luyện hóa a, hoặc nhiều hoặc ít lây dính cái kia cấm kỵ khí tức, ngươi nếu đem đỉnh này cho hắn, đạo thứ 9 lôi kiếp uy lực 89/10 sẽ tăng gấp bội. Bạch Ma trầm giọng nói. Tiêu Phàm không khỏi run run một cái, lôi kiếp uy lực tăng gấp bội, đây không phải là đưa lôi viên vương vào chỗ chết sao? Quả nhiên là lòng tốt làm chuyện xấu a. Tiêu Phàm lắc lắc đầu thở dài, vội vàng đem đỉnh hư đỉnh thu vào, hắn cũng không muốn hại chết lôi viên vương. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm lần nữa nhìn về phía không trung. Hắn và Bạch Ma không biết là, ở cự ly bọn họ ngoài mấy trăm dặm một ngọn núi, Cổ Lâm đứng đấy một đạo thân ảnh, lạnh lùng ngắm nhìn phương xa. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy người này, khẳng định có thể nhận ra, bởi vì người này không phải kẻ khác, chính là Lục Vô Trần. Quỷ dị là, Lục Vô Trần chung quanh hư không một trận vặn vẹo, dù là bốn phía có không ít dị ma đi ngang qua, cũng căn bản không có cảm ứng được hắn tồn tại, quả thực là cực kỳ kỳ lạ. Thần vương độ kiếp, không sai không sai, độ kiếp sau đó, thân thể sẽ cực kỳ suy yếu, đây chính là bản đế tốt đẹp cơ hội a, bản đế nếu là có thể lấy được cố kia nhục thân, khôi phục đỉnh phong ở trong tầm tay. Lục Vô Trần âm thầm âm hiểm cười nói, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong, chỉ là cái này thanh âm có chút già nua. Tiền bối, ta thay ngươi tranh đoạt đến cố kia nhục thân, ngươi liền muốn thả ta rời đi. Lục Vô Trần thể nội lại một nói thanh âm vang lên,
Nếu như Tiêu Phàm nghe được, nhất định sẽ phát hiện, lúc này mới chân chính Lục Vô Trần thanh âm. Bản đế nói lời giữ lời, Lục Vô Trần lại tự nhủ, hiện tại đi qua. Ầm ầm. Lúc này, chân trời lần nữa truyền đến một tiếng nổ vang, vạn trượng lôi điện từ trên trời giáng xuống, kim quang lấp lóe, nối thành một mảnh, đâu đâu cũng có lôi bảo, mỗi một tấc hư không đều là gai mắt quang mang, đủ để hủy diệt tất cả. Cái này đã không chỉ là duy nhất lôi điện, mà là một mảnh vô thượng lôi hải, toàn bộ từ thương vũ sao bầu trời vũ trụ ép xuống, không khí đều bị rút ra không còn, cho người ngạt thở. Đến tốt, lôi viên vương lấy dũng khí gầm thét một tiếng, hắn đây là đang cho mình động viên, đây là cuối cùng một đạo lôi điện, chỉ cần vượt qua, hắn liền là chân chính thần vương cường giả. Oanh một tiếng, lôi điện hải ép xuống, lôi viên vương bị oanh vào trong lòng đất, lấy hắn dưới chân làm trung tâm, lít nha lít nhít liệt phùng tràn ngập mà đến. Bốn phía đất đá bay vụt, bụi bặm đầy trời, ngàn vạn lôi điện xen lẫn, bò đầy chung quanh mấy chục dặm chu vi, đáng sợ đến cực điểm. Tiêu Phàm cùng Bạch Ma trợn to hai mắt, trong lòng chỉ có thể thay lôi viên vương cầu nguyện, bọn họ lại cái gì cũng làm không được. Xuyên thấu qua cái kia ngàn vạn lôi điện, bọn họ lờ mờ nhìn thấy, lôi viên vương nhục thân nhao nhao nổ tung, máu tươi bắn tung tóe, cả người cứng ngắc tại đó, hoàn toàn không thể động đậy. Thần vương cảnh nhục thân 10 phần cường hãn, có thể không ngừng trọng sinh, nhưng là ở cái này lôi điện phía dưới, lại liên trọng sinh cơ sẽ đều không có, cái kia hủy diệt chi lực, xa xa lớn hơn trọng sinh chi lực. Ở Tiêu Phàm cùng Bạch Ma kinh ngạc ánh mắt bên trong, lôi viên vương thân thể chậm rãi ngã xuống, giống như một tòa núi nhỏ đập ở trên mặt đất. Thất bại sao? Tiêu Phàm nắm đấm nắm chặt, vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm. Chốc lát sau đó, cái kia đầy trời lôi điện chậm rãi biến mất, bốn phía khôi phục bình tĩnh, chỉ có bụi bặm đầy trời, nhìn không rõ mảy may. Đi, Tiêu Phàm nhìn thấy, không có bất kỳ do dự nào, vội vàng đạp không mà lên. Tiêu Phàm cùng Bạch Ma tốc độ rất nhanh, chớp mắt liền đi tới lôi viên vương độ kiếp cách đó không xa, nhưng mà lúc này, một đạo hắc ảnh càng nhanh, vọt thẳng vào phiến kia phế tích. Lục Vô Trần, ngươi tự tìm cái chết. Tiêu Phàm nhìn thấy, quát lớn một tiếng, Tu La kiếm xuất hiện ở trong tay, một kiếm bỗng nhiên hướng về đạo kia hắc ảnh chém đi. Trước đó không có nhìn thấy Lục Vô Trần thân ảnh, nguyên bản hắn coi là Lục Vô Trần bị Thanh Minh bọn họ giết, nhưng hắn không nghĩ đến, Lục Vô Trần dĩ nhiên không chết, hơn nữa còn xuất hiện ở nơi này. Hiển nhiên, Lục Vô Trần là hướng về phía lôi viên vương mà đi. Tiêu Phàm cũng mặc kệ lôi viên vương có hay không thành công độ kiếp, cho dù lôi viên vương chết rồi, hắn tuyệt đối sẽ không nhường Lục Vô Trần trả đạp lôi viên vương nhục thân. Ha ha, lại là ngươi cái này danh con, lần này, bản đế lấy được cỗ này thần vương thân thể, nhất định phải để ngươi lột da chóc thịt. Một đạo cuồng tiếu tiếng vang triệt hư không. Chỉ thấy đạo kia thân ảnh, đột nhiên bay vụt ra một đạo huyết vụ thân ảnh, một đầu cắm vào phế tích kia. Loạn cổ đại đế, nghe được thanh âm này, Tiêu Phàm sắc mặt biến hóa, hắn nguyên bản coi là chỉ là Lục Vô Trần mà thôi, căn bản không đem cái này bại tướng dưới tay để ở trong mắt. Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ đến, lại là cái kia tự xưng loạn cổ đại đế huyết xương mù thân ảnh chiếm cứ Lục Vô Trần nhục thân. Nhìn thấy loạn cổ đại đế xông thẳng lôi viên vương nhục thân mà đi, Tiêu Phàm mũi kiếm nhất chuyển, xông thẳng loạn cổ đại đế đánh tới. Kiếm hồng trần, cùng này đồng thời, một đạo khác thanh âm vang lên, lại là Lục Vô Trần thu được khống chế thân thể quyền. Khi thấy Tiêu Phàm kiếm quang chém tới thời khắc, Lục Vô Trần sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhấc chân chạy, hắn không phải cho rằng mình là kiếm hồng trần đối thủ. Chẳng qua là làm Tiêu Phàm mũi kiếm chém về phía loạn cổ đại đế thời khắc, Lục Vô Trần cũng thở dài một hơi, căn bản không có bất kỳ do dự nào, xoay người bỏ chạy. Tiểu Bạch, ngăn lại hắn, đừng để hắn chạy trốn. Tiêu Phàm cho Bạch Ma truyền âm nói, kiếm cương lại là xông thẳng cái kia huyết vụ thân ảnh mà đi. Vô dụng, liền bằng ngươi cái này kiếm quang cũng muốn tổn thương bản đế, đơn giản liền là người si nói mộng, trừ phi trên người ngươi vật kia còn không sai biệt lắm. Huyết vụ thân ảnh khinh thường nói. Tiêu Phàm ngược lại cũng là nghĩ dùng hắc sắc hạt châu đối phó hắn, nhưng hắn căn bản là chủ động điều khiển không khỏa này hạt châu, lần trước cũng là cơ duyên xảo hợp, huyết vụ hư ảnh khí tức xúc động hắc sắc hạt châu. Phốc phốc, một tiếng vang nhỏ, kiếm quang trực tiếp từ huyết vụ thân ảnh phía trên xuyên thấu mà qua, nhưng mà căn bản không có thương tổn được hắn mảy may, tựa như huyết vụ thân ảnh vốn liền không tồn tại một dạng. Ha ha, bản đế nói vô dụng, tiểu tử, qua một lúc liền là ngươi tử kỳ. Huyết vụ thân ảnh cười giận dữ một tiếng, một đầu cắm vào lôi viên vương trong đầu, chỉ có cái kia cuồng tiếu tiếng vang triệt hư không.
Tiêu Phàm đứng sừng sững ở Lôi Viên Vương cách đó không xa, con người băng lãnh đến cực điểm, hắn cũng không dám tùy tiện tới gần. Huyết Vũ thân ảnh kiêng kỵ trên người hắn hắc sắc hạt châu, cho nên mới không dám cùng hắn giao phong, có thể nếu là Lôi Viên Vương bị Huyết Vũ thân ảnh đoạt xá, có lẽ liền sẽ không kiêng kỵ. Tiêu Phàm không phải cho rằng bản thân thật có thể cùng vượt qua Thần Vương kiếp Thần Vương cường giả một trận chiến, sở dĩ có thể áp chế Lôi Viên Vương, cũng là ở Lôi Viên Vương không cách nào sử dụng pháp tắc chi lực điều kiện tiên quyết. Ha ha, thực sự là trời cũng giúp ta, cái này nhiệt xúc dĩ nhiên độ kiếp thất bại, linh hồn cũng đã hủy. Như thế, bản đế cũng liền không cần đoạt xá, trực tiếp nhập chủ là được. Huyết Vũ thân ảnh thanh âm vang lên lần nữa. Bỗng nhiên, cái kia tàn phá không chịu nổi, máu me đầm đìa Lôi Viên Vương nhục thân bắt đầu động, hắn nhanh chóng cùng Lôi Viên Vương nhục thân dung hợp làm một thể. Tê tương đương, ngay sau đó, một trận hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên. Hắn gian nan đứng dậy, trên mặt đều là vẻ thống khổ. Lôi Viên Vương nhục thân bị lôi điện cơ hồ hủy diệt hầu như không còn, giờ phút này nhập chủ Lôi Viên Vương nhục thân, loại kia cảm giác đau đớn di chuyển tức thời đến trên người hắn. Tiểu tử, nhanh giết hắn, Lôi Viên tiểu tử kia độ kiếp thất bại, nhục thân là suy yếu nhất thời điểm. Bạch ma thanh âm từ đằng xa truyền đến, hắn chính đang truy sát Lục Vô Trần. Hỗn trướng, Huyết Vũ hư ảnh phẫn nộ thanh âm vang lên. Vừa mới hắn quá mức kích động, lại là quên những chuyện này. Giờ phút này hắn, đừng nói là cổ thần cảnh Tiêu Phàm, liền là thiên thần cảnh đều có thể tùy tiện giết chết hắn. Hắn đột nhiên có chút hối hận, sớm biết rõ liền không nên ngay trước Tiêu Phàm mặt chiếm cứ cỗ này nhục thân, hoàn toàn có thể đợi Tiêu Phàm bọn họ đem cái này nhục thân chôn sau đó lại vào chủ. Coi như ngay trước Tiêu Phàm mặt chiếm cứ cái này nhục thân, hắn cũng không nên nói cho Tiêu Phàm Lôi Viên Vương linh hồn cũng đã diệt. Nếu là cỗ này nhục thân linh hồn còn sống, hắn hoàn toàn có thể dùng nơi này uy hiếp Tiêu Phàm. Đáng tiếc, bây giờ hối hận đã không kịp. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, lạnh lùng nhìn xem Lôi Viên Vương thân thể nói, Lôi Viên độ kiếp mặc dù thất bại, nhưng hắn nếu như đã thần phục ta, ngươi liền không thể khinh nhờn nhục thân của hắn. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm một kiếm nổi giận chém mà ra, căn bản tận hết sức lực. Dừng tay! Huyết Vũ hư ảnh phẫn nộ thanh âm vang vọng hư không. Nhưng mà căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, Tiêu Phàm xuất thủ, cho tới bây giờ sẽ không thủ hạ lưu tình. Vội vàng thời khắc, Lôi Viên Vương gian nan di chuyển thân thể, hướng về một bên tránh đi. Phốc phốc một tiếng, một cột máu bắn về phía hư không, lại là Lôi Viên Vương một cánh tay bỗng bị một kiếm chém xuống, đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Trốn, ta xem ngươi có thể trốn đến lúc nào. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, lại là một kiếm chạm ra. Cho bản đế dừng tay. Huyết Vũ thân ảnh điên cuồng, trong lòng đem Tiêu Phàm tổ tông 18 đời đều thăm hỏi một lần, hắn phiền muộn đến cực điểm, làm sao tới chỗ này đều gặp gỡ cái này tiểu tử. Chẳng lẽ tiểu tử này là bản thân mệnh kiếp hay sao? Ý nghĩ này từ trong đầu hắn chợt lóe lên, hiện tại hắn nhưng không có đầy đủ thời gian đến nghĩ mệnh kiếp sự tình, hắn chỉ muốn như thế nào mới có thể sống sót. Bỏ qua cỗ này thân thể. Hắn ngược lại là muốn, nhưng mấu chốt là, bản thân đã cùng cỗ này thân thể dung hợp một nửa, một khi từ bỏ, tự thân linh hồn cũng sẽ thụ sáng tạo. Không bỏ qua. Bản thân thật vất vả chờ đến cái này cơ hội, làm sao có thể nói từ bỏ liền từ bỏ, lần tiếp theo muốn đụng tới Thần Vương cường giả nhục thân, có thể liền không biết năm nào tháng nào. Mặc dù cỗ này nhục thân nát một chút, nhưng hắn có tự tin, rất nhanh liền có thể khôi phục đỉnh phong. Phốc. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều. Lôi Viên Vương một cánh tay khác cũng bị một kiện chém xuống, hắn thân thể không khỏi co quắp đến mấy lần. Danh con, bản đế không tha ngươi. Huyết Vũ hư ảnh gầm thét không thôi, loại thống khổ này, tăng thêm toàn thân da chóc thịt bong đau đớn, nhường hắn suýt nữa ngất đi. Nhưng mà, cái này vẫn như cũ còn chưa có kết thúc, Tiêu Phàm lại chạm ra hai kiếm, gãy mất Lôi Viên Vương hai chân. Tiểu Vương bát đản, ngươi không phải nói không cho bản đế khinh nhờn hắn thân thể a? Ngươi bản thân làm cái gì? Huyết Vũ hư ảnh tê hống. Hiện tại, ta chỉ muốn giết chết ngươi. Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại. Lôi Viên Vương nhục thân, mặc dù bị hắn chém đứt tứ chi, nhưng hắn có là năng lực đem cái này tứ chi tiếp cùng một chỗ, hắn hiện tại chỉ muốn giết chết cái kia cái gọi là loạn cổ đại đế. Ngươi giết không chết bản đế tuyên cổ trường tồn, bản đế chính là đường đường loạn cổ đại đế. Huyết Vũ thân ảnh thanh âm lần nữa truyền đến, bất quá thanh âm cũng đã suy yếu rất nhiều. Trong lòng của hắn phiền muộn đến cực điểm, thầm mắng không thôi, bản đế làm sao xui xẻo như vậy, tới chỗ nào đều gặp gỡ tên sát tinh này. Công tử,
Cũng liền ở lúc này, đột nhiên cách đó không xa phế tích bên trong truyền đến một đạo suy yếu thanh âm. Nghe được thanh âm này, Tiêu Phàm toàn thân khẽ run lên, sau đó bỗng nhiên theo tiếng kêu nhìn lại, trên mặt cố kia băng lãnh nháy mắt biến mất, chiếm lấy là kinh hỉ. Ở Lôi Viên Vương nhục thân cách đó không xa phế tích bên trong, một đạo huyết sắc quang mang thiểm thước, chậm rãi ngưng tụ thành một đạo bóng người, chung quanh ẩn ẩn còn có lôi điện lấp lóe. Lão Lôi, ngươi không chết, Tiêu Phàm thốt ra, vô cùng kinh hỉ nói. Cái kia huyết sắc quang mang dĩ nhiên thực sự là Lôi Viên Vương, chỉ bất quá chỉ là linh hồn mà thôi, nhìn qua cực kỳ suy yếu, tùy thời đều khả năng tiêu tán. Ta không chết, cuối cùng một đạo lôi kiếp rơi xuống, ta nhục thân toàn bộ chịu đựng lấy, lại đem ta linh hồn dung ra nhục thân. Lôi Viên Vương suy yếu hồi đáp. Ha ha, tốt, 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 Tiêu Phàm nói liên tục ba chữ tốt, đủ để nói rõ hắn nội tâm kích động. Chỉ cần Lôi Viên Vương còn sống, đây đối với Tiêu Phàm tới nói liền đầy đủ. Công tử, ta nhục thân, Lôi Viên Vương lại là lộ ra vẻ khổ sở, bản thân linh hồn bị dung ra nhục thân, đây là không may sự tình được a. Nếu như linh hồn không ly thể, nhục thân của hắn cũng không có khả năng tùy tiện bị người chiếm cứ. Hiện tại hắn muốn trở về nhục thân của hắn, đoán chừng đều không có khả năng, trừ phi đuổi đi nhục thân của hắn bên trong cái gì kia loạn cổ đại đế. Có thể đối phương tất nhiên tự xưng là loạn cổ đại đế, nghĩ đến đã từng là đại đế cấp bậc cường giả, coi như chỉ là một sợi tàn hồn, vậy cũng không phải hắn hiện tại linh hồn trạng thái có thể đuổi đi. Hắn nếu tiến vào bản thân nhục thân, duy nhất có thể liền là bị loạn cổ đại đế tàn hồn thôn phệ. Ngươi linh hồn nếu không phải bị chấn ra nhục thân, đoán chừng hiện tại đã chết. Tiêu Phàm tự nhiên minh bạch hắn ý tứ, vội vàng an ủi. Đây đối với kẻ khác tới nói là chuyện xấu, nhưng là đối với Lôi Viên Vương tới nói, tuyệt đối là chuyện tốt, chí ít hắn hiện tại còn sống. Nói cũng đúng, Lôi Viên Vương đắng chát gật gật đầu, trong lòng của hắn thầm nói, bản thân có lẽ là xui xẻo nhất thần vương cảnh a. Vừa mới đột phá thần vương cảnh, liền bị người đoạt xá nhục thân, từ cổ chí kim, có lẽ cũng chỉ có hắn một cái. Ngươi yên tâm, ta định giết hắn, trả lại ngươi một cái hoàn hảo không chút tổn hại thân thể. Tiêu Phàm mười phần trịnh trọng nói, đưa tay vung lên, Lôi Viên Vương linh hồn tức khắc tung bay mà lên. Tiêu Phàm lấy ra một cái hộp ngọc, cẩn thận từng ly từng tí đem Lôi Viên Vương linh hồn bảo vệ, lập tức hắn sắc bén con ngươi lần nữa rơi vào Lôi Viên Vương nhục thân phía trên. Tiểu Vương bát đản, có gan ngươi hủy cỗ này nhục thân, bản đế lại tìm một bộ là được. Loạn cổ đại đế phẫn nộ thanh âm quanh quẩn ở hư không, bất quá, ngươi thuộc hạ, khả năng liền chưa hẳn có thể sống sót. Oanh! Vừa dứt lời, nơi xa một vệt sáng gào thét mà tới, làm tới gần thời khắc, lưu quang một chia làm hai, trong đó một đạo áo đen thân ảnh trùng điệp rơi đập ở trên mặt đất. Tiểu tử này ngược lại là trượt chuồn mất hung ác, lần trước nhường hắn chạy trốn, lần này còn muốn chạy. Bạch ma khinh thường nhìn xem phía dưới hư không, nói tiểu tử, ngươi làm sao còn không giết hắn? Lão Lôi không chết, Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói. Không chết, bạch ma kinh hô lên tiếng, hắn vừa mới thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, Lôi Viên Vương nhục thân cũng đã không có linh hồn chi lực a, cho dù sinh cơ đều nhanh muốn trôi qua không còn một mảnh. Tiêu Phàm không có giải thích, mà là nhìn về phía cách đó không xa phế tích, lúc này, máu me khắp người Lục Vô Trần từ phế tích bên trong bỏ ra, đầy miệng bụi đất. Ngươi nhìn, đây không phải có thân thể sao? Tiêu Phàm nghiền ngẫm nhìn Lôi Viên Vương nhục thân một cái, hí ngược nói. Loạn cổ đại đế tức khắc không lên tiếng, hắn như thế nào không biết Tiêu Phàm ý tứ, tiểu tử này đoán chừng là muốn diệt bản thân, sau đó trực tiếp nhường Lôi Viên Vương đoạt xá Lục Vô Trần nhục thân. Kiếm Hồng Trần, ngươi nếu giết ta, cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lục Vô Trần nửa quỳ ở phế tích bên trong, căm tức nhìn Tiêu Phàm nói, khó nén trong mắt ý sợ hãi. Giờ phút này Lục Vô Trần, chỗ nào còn có thiên tài bộ dáng, hoàn toàn liền tựa như một cái bị khi dễ tiểu hài, không có phản kháng lực lượng sau, liền chỉ có thể tìm ra trường. Giết ngươi, ngươi còn không xứng, Tiêu Phàm nhàn nhạt phun ra một câu, liền con mắt đều không nhìn Lục Vô Trần một cái. Giết Lục Vô Trần, Tiêu Phàm cũng không phải không có nghĩ qua, nếu là lần trước giết, đây cũng là giết. Nhưng là hiện tại, Tiêu Phàm đột nhiên phát hiện, dễ dàng như vậy liền giết hắn, vậy thì thật là quá lãng phí. Lần này bách sát chiến trường kết thúc sau, Tiêu Phàm khẳng định vẫn là sẽ về Thiên Vũ Vực, không thể thiếu cùng Thiên Võ Thần Sơn là địch, ngược lại là đụng tới Lục gia, cái này Lục Vô Trần ngược lại là to lớn thẻ đánh bạc. Bạch ma, ngươi nhưng có phương pháp, đem Lục Vô Trần phong ấn mang ở trên người. Tiêu Phàm truyền âm hỏi.
Bây giờ hắn không có tiểu thiên địa, cũng không thể tùy tâm sở dục mang theo vật sống, hơn nữa càn khôn giới cũng vô pháp trang vật sống. Giao cho ta, Bạch Ma nhẹ gật đầu, há miệng hút vào, nháy mắt đem Lục Vô Trần nuốt vào trong bụng. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, hắn cũng không có thật muốn cho Lôi Viên Vương đoạt xá Lục Vô Trần nhục thân, khó được bên người có một cái thần vương cảnh tay chân, Tiêu Phàm cũng sẽ không xa xỉ như vậy liền hủy đi. Đột nhiên, Tiêu Phàm thân hình lóe lên, nháy mắt xuất hiện ở Lôi Viên Vương trên đỉnh đầu, cười lạnh nói, mặc dù trước đó đối phó ngươi có chút phiền phức, nhưng là hiện tại, lại buông lỏng rất nhiều. Tù thần chỉ. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm trong nháy mắt một chút, một đạo kim sắc quang mang từ đầu ngón tay nở rộ mà ra, chỉ thấy từng đầu kim sắc quang tuyến nháy mắt chui vào Lôi Viên Vương thể nội, cả người rốt cuộc không thể động đậy. Danh con, ngươi đối bản đế làm cái gì? Loạn cổ đại đế tàn hồn gầm thét, nhìn thấy Tiêu Phàm tiếu dung, hắn ẩn ẩn có loại nguy hiểm cảm giác. Qua một lúc ngươi liền sẽ biết, Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, bỗng nhiên, một cái hắc sắc vòng xoáy bỗng nhiên xuất hiện ở hắn trước người, chỉ bất quá cái này vòng xoáy là thuận thời châm. Ầm ầm, kinh khủng lực lượng phun trào, nhanh chóng từ Lôi Viên Vương thể nội mãnh liệt cuộn trào ra, xông vào hắc sắc vòng xoáy, thần thông ngự không phải vẻn vẹn dùng để giết người, hơn nữa còn có thể rút ra đối phương thần lực và linh hồn lực lượng. Đây là cái gì thần thông? Loạn cổ đại đế tàn hồn kêu sợ hãi, cảm nhận được thể nội thần lực và linh hồn chi lực, chính đang không ngừng xói mòn, hắn triệt để sợ hãi. Giống tương đương. Cũng liền ở lúc này, Tiêu Phàm sau lưng đột nhiên toát ra một đạo hắc ảnh, mở ra bồn máu miệng lớn, ngửa mặt lên trời giống giận. Thí thần tổ thú, Bạch Ma nhìn thấy đạo kia hắc ảnh, toàn thân hiện nổi da gà lên, bỗng nhiên hướng về sau lưng thối lui, trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Trong đầu hắn lóe qua cái thứ nhất ý niệm, liền là thí thần tổ thú làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này, phải biết, đây chính là thần thú bảng xếp hạng thứ 19 thần thú A. Nếu là bị những cường giả khác biết rõ, nhất định sẽ tranh nhau cướp đoạt, chiếm thành của mình. Bỗng nhiên, Bạch Ma nháy mắt kịp phản ứng, kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, run giọng nói, Tiêu Phàm tiểu tử này dĩ nhiên liền là thí thần tổ thú. Không đúng, đây chỉ là hắn một cái khác linh hồn. Nguyên lai là nó, lần trước là nó thôn phệ trường sinh lão quỷ linh hồn, sau đó tước đoạt trường sinh lão quỷ cấp độ lực lượng, tấn cấp trở thành mới thứ 16 thần thú. Bạch Ma không hổ là sống 100 vạn tuổi già quái vật, người già mà thành tinh, nháy mắt hiểu tới. Thí thần tổ thú, làm sao có thể? Loạn cổ đại đế tàn hồn cũng sợ hãi, trên đời này, rất ít có thể làm cho đại đế cường giả sợ hãi, nhưng trước mắt thí thần thú liền là một trong số đó. Ngươi muốn thôn phệ hắn linh hồn lực lượng, vậy liền cho ngươi, Tiêu Phàm lại là lơ đễnh nói, thí thần không chủ động xuất hiện mà nói, hắn còn không có nhớ tới thí thần năng lực đến. Đối với hắn tới nói, linh hồn lực lượng không có quá nhiều giá trị, chỉ có pháp tắc toái phiến mới có thể để cho hắn càng tiến một bước, còn không bằng nhường thí thần thôn phệ đột phá. Ao tương đương, thí thần vui vẻ gật gật đầu, sau đó mở ra bồn máu miệng lớn, trực tiếp một ngụm đem cực đại Lôi Viên Vương nhục thân cho nuốt xuống. Thí thần, nhưng chớ đem lão lôi thần cách luyện hóa. Tiêu Phàm vội vàng nhắc nhở, trong mắt cũng lộ ra một tia chờ mong. Thí thần thôn phệ cái này loạn cổ đại đế tàn hồn, lại có hay không có thể đột phá thần vương cảnh đây? Tiêu Phàm không dám tùy tiện đi thử nghiệm, dù sao hắn thế nhưng là thiên đố chi nhân, một phần vạn bản thân tới gần Lôi Viên Vương, đưa tới càng lớn thần vương cảnh, Lôi Viên Vương có thể liền phiền toái. Lôi Viên Vương mà chết, đối với Tu La Điện tới nói, thế nhưng là một tổn thất lớn. Tiểu tử, ngươi chính là không cần lo lắng người khác, tốt nhất lo lắng mình một chút a, ngươi thực lực đồng giai hiếm có người địch, lại có cái kia cấm kỵ đồ vật ở, ngươi thần vương kiếp sợ không phải tốt như vậy độ. Bạch Ma trầm giọng nói. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, chính hắn lại như thế nào không biết đây. Năm đó đội chiến thần cảnh thần lôi kiếp, liền ra không lượng thần lôi kiếp, người nào biết rõ thần vương cảnh thời điểm, sẽ xuất hiện cái gì cướp. Nhưng hắn có thể khẳng định một chút là được, hắn thần vương kiếp, tuyệt đối so Lôi Viên Vương còn kinh khủng. Lúc này, đạo thứ 8 lôi điện cũng đã rơi xuống, bạch sắc lôi điện bên trong ẩn ẩn xen lẫn một tia kim sắc quang mang, bộc phát ra vô cùng đáng sợ uy thế. Quang hoa lóa mắt, thanh thế kinh người, Tiêu Phàm hơi hơi nắm nắm chặt đầu, thay Lôi Viên Vương bóp một cái mồ hôi lạnh. Tiểu Bạch, nếu không ta về trước đế huyết thành, hắn nếu là vượt qua, ngươi lại gọi ta tới. Tiêu Phàm vội vàng nói ra, hắn sợ bản thân ở chỗ này, ảnh hưởng cái này lôi kiếp. Không cần thiết, đạo thứ 9 thần vương kiếp cũng đã vận sức chờ phát động, từ vừa mới bắt đầu,
Ngươi muốn là không xuất hiện có lẽ còn khá một chút, hiện tại chỉ có thể nhìn lôi viên tiểu tử kia tạo hóa. Bạch Ma lắc lắc đầu. Tiêu Phàm một trận bất đắc dĩ, bản thân nhưng không có hại chết lôi viên vương ý tứ, hắn căn bản là không có nghĩ tới, bản thân hôm nay ghen người, còn sẽ ảnh hưởng người khác thần vương kiếp. Bất quá Tiêu Phàm trong lòng cũng âm thầm nhắc nhở bản thân, về sau nếu là chính mình người độ kiếp, nhất định muốn đi xa xa. Ngươi cũng không cần lo lắng hắn, thần vương kiếp càng mạnh, hắn đối pháp tắc cảm ngộ cũng sẽ càng sâu, cơ sở cũng sẽ càng vững chắc. Bạch Ma biết rõ Tiêu Phàm trong lòng có chút khó chịu, lại an ủi một câu. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, hiện tại hắn có thể làm, chỉ có hào hào bảo hộ độ kiếp sau đó lôi viên. Huống hồ, ngươi nếu là rời đi, trở về trễ, ta một người cũng không bảo vệ được hắn. Bạch Ma lại bổ sung. Giống tương đương. Gầm lên giận dữ vang vọng hư không, lôi viên vương toàn thân đắm chìm ở trong lôi điện, toàn thân máu tươi nổ bắn ra, hắn cầm trong tay một cây hắc thiết côn gắt gao chống đỡ thân thể, không cho bản thân rơi xuống. Gầm thét chỉ là vì phát tiết trên người đau đớn, giờ phút này lôi viên cũng phiền muộn đến cực điểm, nguyên bản hắn cho rằng bản thân vượt qua thần vương kiếp là dễ như trở bàn tay sự tình. Có thể nơi nào sẽ nghĩ đến, thần vương kiếp so với hắn tưởng tượng muốn cường đại hơn hai lần. Mấy tức sau đó, đạo thứ 8 lôi điện rốt cục biến mất, lôi viên vương quỳ một chân xuống đất, trong miệng miệng lớn phun máu, đạo thứ 8 lôi kiếp, cơ hồ phá hủy hắn toàn thân xương cốt cùng ngũ tạng lục phủ. Cho dù linh hồn cũng có chút uể oải suy sụp, nếu như không phải hắn nghiến răng nghiến lợi kiên trì, có lẽ cũng đã ngã xuống. Không thể không nói, lôi viên vương nội tình vẫn là cực kỳ vững chắc, nếu không mà nói, dựa theo Bạch Ma thuyết pháp, hắn căn bản khiêng bất quá đạo thứ 7 lôi kiếp. Lôi viên vương quỳ một chân dưới đất mặt mũi, một cái tay khác run rẩy lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra mấy khỏa đan dược nhét vào miệng, đây là Tiêu Phàm vì hắn chuẩn bị. Người bình thường muốn dựa vào sức một mình vượt qua thần vương kiếp, cơ hồ là không có khả năng, đây cũng là bình thường địa vực hiếm có thần vương cường giả nguyên nhân. Mà những cái kia cổ vực cùng đế vực, lại nắm giữ rộng lượng pháp bảo cùng đan dược, bọn họ có thể nương tựa theo pháp bảo cùng đan dược độ kiếp, thành công tỷ lệ tự nhiên sẽ lớn rất nhiều. Nuốt vào một bình đan dược, lôi viên vương trên người thương thế nhanh chóng khôi phục, hắn khí thế cũng lần nữa tăng cường, chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị nghênh đón đạo thứ 9 lôi kiếp. Đạo thứ 9 lôi kiếp chính là cuối cùng một đạo, chỉ cần có thể vượt qua, hắn về sau liền là danh phó kỳ thật thần vương cảnh cường giả. Thế nhưng là, đạo thứ 9 lôi kiếp có dễ dàng như vậy vượt qua sao? Không trung lôi vân hải, tiếng ầm ầm bên tai không dứt, khí thế không ngừng kéo lên. Tựa như muốn hủy diệt mảnh này hư không đồng dạng, đáng sợ đến cực điểm. Cố kiêu y thế, so phía trước 8 đạo lôi kiếp cộng lại đều muốn mạnh hơn nhiều. Nhìn thấy lôi viên vương giờ phút này trạng thái, Tiêu Phàm trong lòng cũng lo lắng vô cùng, bỗng nhiên, hắn tựa như nhớ tới cái gì, đưa tay vung lên, một tôn hắc sắc tiểu đỉnh nháy mắt xuất hiện ở lòng bàn tay hắn. Tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì? Bạch Ma nhìn thấy Tiêu Phàm cử động, vội vàng quát lớn. Cái này đỉnh hư đỉnh. Là pháp bảo, cho hắn độ kiếp, có lẽ có thể gia tăng vượt qua tỷ lệ. Tiêu Phàm trầm ngâm nói, cái này đỉnh hư đỉnh là hắn từ Hoàng Phủ Hoàng Tiêu trên người đoạt tới, hơn nữa đã sớm bị hắn xóa đi ấn ký. Ngươi muốn hại chết hắn sao? Cái này đỉnh hư đỉnh bị ngươi luyện hóa a, hoặc nhiều hoặc ít lây dính cái kia cấm kỵ khí tức, ngươi nếu đem đỉnh này cho hắn, đạo thứ 9 lôi kiếp uy lực 89/10 sẽ tăng gấp bội. Bạch Ma trầm giọng nói, Tiêu Phàm không khỏi run run một cái. Lôi kiếp uy lực tăng gấp bội, đây không phải là đưa lôi viên vương vào chỗ chết sao? Quả nhiên là lòng tốt làm chuyện xấu a. Tiêu Phàm lắc lắc đầu thở dài, vội vàng đem định hư đỉnh thu vào, hắn cũng không muốn hại chết lôi viên vương. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm lần nữa nhìn về phía không trung. Hắn và Bạch Ma không biết là, ở cự ly bọn họ ngoài mấy trăm dặm một ngọn núi, Cổ Lâm đứng đấy một đạo thân ảnh, lạnh lùng ngắm nhìn phương xa. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy người này, khẳng định có thể nhận ra, bởi vì người này không phải kẻ khác, chính là Lục Vô Trần. Quỷ dị là, Lục Vô Trần chung quanh hư không một trận vặn vẹo, dù là bốn phía có không ít dị ma đi ngang qua, cũng căn bản không có cảm ứng được hắn tồn tại, quả thực là cực kỳ kỳ lạ. Thần vương độ kiếp, không sai không sai, độ kiếp sau đó, thân thể sẽ cực kỳ suy yếu, đây chính là bản đế tốt đẹp cơ hội a, bản đế nếu là có thể lấy được cố kia nhục thân, khôi phục đỉnh phong ở trong tầm tay. Lục Vô Trần âm thầm âm hiểm cười nói, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong, chỉ là cái này thanh âm có chút già nua. Tiền bối, ta thay ngươi tranh đoạt đến cố kia nhục thân, ngươi liền muốn thả ta rời đi.
Lục Vô Trần thể nội lại một nói thanh âm vang lên, nếu như Tiêu Phàm nghe được, nhất định sẽ phát hiện, lúc này mới chân chính Lục Vô Trần thanh âm. Bản đế nói lời giữ lời, Lục Vô Trần lại tự nhủ, hiện tại đi qua. Ầm ầm. Lúc này, chân trời lần nữa truyền đến một tiếng nổ vang, vạn trượng lôi điện từ trên trời giáng xuống, kim quang lấp lóe, nối thành một mảnh, đâu đâu cũng có lôi bảo, mỗi một tấc hư không đều là gai mắt quang mang, đủ để hủy diệt tất cả. Cái này đã không chỉ là duy nhất lôi điện, mà là một mảnh vô thượng lôi hải, toàn bộ từ thương vũ sao bầu trời vũ trụ ép xuống, không khí đều bị rút ra không còn, cho người ngạt thở. Đến tốt, lôi viên vương lấy dũng khí gầm thét một tiếng, hắn đây là đang cho mình động viên, đây là cuối cùng một đạo lôi điện, chỉ cần vượt qua, hắn liền là chân chính thần vương cường giả. Oanh một tiếng, lôi điện hải ép xuống, lôi viên vương bị oanh vào trong lòng đất, lấy hắn dưới chân làm trung tâm. Lít nhà lít nhít liệt phùng tràn ngập mà đến. Bốn phía đất đá bay vụt, bụi bặm đầy trời, ngàn vạn lôi điện xen lẫn, bò đầy chung quanh mấy chục dặm chu vi, đáng sợ đến cực điểm. Tiêu Phàm cùng Bạch Ma trợn to hai mắt, trong lòng chỉ có thể thay lôi viên vương cầu nguyện, bọn họ lại cái gì cũng làm không được. Xuyên thấu qua cái kia ngàn vạn lôi điện, bọn họ lờ mờ nhìn thấy, lôi viên vương nhục thân nhao nhao nổ tung, máu tươi bắn tung tóe, cả người cứng ngắc tại đó, hoàn toàn không thể động đậy. Thần vương cảnh nhục thân 10 phần cường hãn, có thể không ngừng trọng sinh, nhưng là ở cái này lôi điện phía dưới, lại liên trọng sinh cơ sẽ đều không có, cái kia hủy diệt chi lực, xa xa lớn hơn trọng sinh chi lực. Ở Tiêu Phàm cùng Bạch Ma kinh ngạc ánh mắt bên trong, lôi viên vương thân thể chậm rãi ngã xuống, giống như một tòa núi nhỏ đập ở trên mặt đất. Thất bại sao? Tiêu Phàm nắm đấm nắm chặt, vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm. Chốc lát sau đó, cái kia đầy trời lôi điện chậm rãi biến mất. Bốn phía khôi phục bình tĩnh, chỉ có bụi bặm đầy trời, nhìn không rõ mảy may. Đi, Tiêu Phàm nhìn thấy, không có bất kỳ do dự nào, vội vàng đạp không mà lên. Tiêu Phàm cùng Bạch Ma tốc độ rất nhanh, chớp mắt liền đi tới lôi viên vương độ kiếp cách đó không xa, nhưng mà lúc này, một đạo hắc ảnh càng nhanh, vọt thẳng vào phiến kia phế tích. Lục Vô Trần, ngươi tự tìm cái chết. Tiêu Phàm nhìn thấy, quát lớn một tiếng, Tu La kiếm xuất hiện ở trong tay. Một kiếm bỗng nhiên hướng về đạo kia hắc ảnh chém đi. Trước đó không có nhìn thấy Lục Vô Trần thân ảnh, nguyên bản hắn coi là Lục Vô Trần bị Thanh Minh bọn họ giết, nhưng hắn không nghĩ đến, Lục Vô Trần dĩ nhiên không chết, hơn nữa còn xuất hiện ở nơi này. Hiển nhiên, Lục Vô Trần là hướng về phía Lôi Viên Vương mà đi. Tiêu Phàm cũng mặc kệ Lôi Viên Vương có hay không thành công độ kiếp, cho dù Lôi Viên Vương chết rồi, hắn tuyệt đối sẽ không nhường Lục Vô Trần trả đạp Lôi Viên Vương nhục thân. Ha ha, lại là ngươi cái này danh con, lần này, bản đế lấy được cỗ này thần vương thân thể, nhất định phải để ngươi lột da chóc thịt. Một đạo cuồng tiếu tiếng vang triệt hư không. Chỉ thấy đạo kia thân ảnh, đột nhiên bay vụt ra một đạo huyết vụ thân ảnh, một đầu cắm vào phế tích kia. Loạn cổ đại đế, nghe được thanh âm này, Tiêu Phàm sắc mặt biến hóa, hắn nguyên bản coi là chỉ là Lục Vô Trần mà thôi, căn bản không đem cái này bại tướng dưới tay để ở trong mắt. Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ đến. Lại là cái kia tự xưng loạn cổ đại đế huyết sương mù thân ảnh chiếm cứ Lục Vô Trần nhục thân. Nhìn thấy loạn cổ đại đế xông thẳng lôi viên vương nhục thân mà đi, Tiêu Phàm mũi kiếm nhất chuyển, xông thẳng loạn cổ đại đế đánh tới. Kiếm hồng trần, cùng này đồng thời, một đạo khác thanh âm vang lên, lại là Lục Vô Trần thu được khống chế thân thể quyền. Khi thấy Tiêu Phàm kiếm quang chém tới thời khắc, Lục Vô Trần sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhấc chân chạy, hắn không phải cho rằng mình là kiếm hồng trần đối thủ. Chẳng qua là làm Tiêu Phàm mũi kiếm chém về phía loạn cổ đại đế thời khắc, Lục Vô Trần cũng thở dài một hơi, căn bản không có bất kỳ do dự nào, xoay người bỏ chạy. Tiểu Bạch, ngăn lại hắn, đừng để hắn chạy trốn. Tiêu Phàm cho Bạch Ma truyền âm nói, kiếm cương lại là xông thẳng cái kia huyết vụ thân ảnh mà đi. Vô dụng, liền bằng ngươi cái này kiếm quang cũng muốn tổn thương bản đế, đơn giản liền là người si nói mộng, trừ phi trên người ngươi vật kia còn không sai biệt lắm. Huyết vụ thân ảnh khinh thường nói. Tiêu Phàm ngược lại cũng là nghĩ dùng hắc sắc hạt châu đối phó hắn, nhưng hắn căn bản là chủ động điều khiển không khỏa này hạt châu, lần trước cũng là cơ duyên xảo hợp, huyết vụ hư ảnh khí tức xúc động hắc sắc hạt châu. Phốc phốc, một tiếng vang nhỏ, kiếm quang trực tiếp từ huyết vụ thân ảnh phía trên xuyên thấu mà qua, nhưng mà căn bản không có thương tổn được hắn mảy may, tựa như huyết vụ thân ảnh vốn liền không tồn tại một dạng. Ha ha, bản đế nói vô dụng, tiểu tử. Qua một lúc liền là ngươi tử kỳ. Huyết vụ thân ảnh cười giận dữ một tiếng, một đầu cắm vào lôi viên vương trong đầu,
chỉ có cái kia cuồng tiếu tiếng vang triệt hư không. Tiêu Phàm đứng sừng sững ở Lôi Viên Vương cách đó không xa, con người băng lãnh đến cực điểm, hắn cũng không dám tùy tiện tới gần. Huyết Vũ thân ảnh kiêng kỵ trên người hắn hắc sắc hạt châu, cho nên mới không dám cùng hắn giao phong, có thể nếu là Lôi Viên Vương bị Huyết Vũ thân ảnh đoạt xá, có lẽ liền sẽ không kiêng kỵ. Tiêu Phàm không phải cho rằng bản thân thật có thể cùng vượt qua thần vương kiếp thần vương cường giả một trận chiến, sở dĩ có thể áp chế Lôi Viên Vương, cũng là ở Lôi Viên Vương không cách nào sử dụng pháp tắc chi lực điều kiện tiên quyết. Ha ha, thực sự là trời cũng giúp ta, cái này nhiệt xúc dĩ nhiên độ kiếp thất bại, linh hồn cũng đã hủy. Như thế, bản đế cũng liền không cần đoạt xá, trực tiếp nhập chủ là được. Huyết Vũ thân ảnh thanh âm vang lên lần nữa. Bỗng nhiên, cái kia tàn phá không chịu nổi, máu me đầm đìa Lôi Viên Vương nhục thân bắt đầu động, hắn nhanh chóng cùng Lôi Viên Vương nhục thân dung hợp làm một thể. Tê tương đương, ngay sau đó, một trận hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên, hắn gian nan đứng dậy, trên mặt đều là vẻ thống khổ. Lôi Viên Vương nhục thân bị lôi điện cơ hồ hủy diệt hầu như không còn, giờ phút này nhập chủ Lôi Viên Vương nhục thân, loại kia cảm giác đau đớn di chuyển tức thời đến trên người hắn. Tiểu tử, nhanh giết hắn, Lôi Viên tiểu tử kia độ kiếp thất bại, nhục thân là suy yếu nhất thời điểm. Bạch Ma thanh âm từ đằng xa truyền đến, hắn chính đang truy sát Lục Vô Trần. Hỗn trướng, Huyết Vũ hư ảnh phẫn nộ thanh âm vang lên, vừa mới hắn quá mức kích động, lại là quên những chuyện này. Giờ phút này hắn, đừng nói là cổ thần cảnh Tiêu Phàm, liền là thiên thần cảnh đều có thể tùy tiện giết chết hắn. Hắn đột nhiên có chút hối hận, sớm biết rõ liền không nên ngay trước Tiêu Phàm mặt chiếm cứ cỗ này nhục thân, hoàn toàn có thể đợi Tiêu Phàm bọn họ đem cái này nhục thân chôn sau đó lại vào chủ. Coi như ngay trước Tiêu Phàm mặt chiếm cứ cái này nhục thân, hắn cũng không nên nói cho Tiêu Phàm Lôi Viên Vương linh hồn cũng đã diệt. Nếu là cỗ này nhục thân linh hồn còn sống, hắn hoàn toàn có thể dùng nơi này uy hiếp Tiêu Phàm. Đáng tiếc, bây giờ hối hận đã không kịp. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, lạnh lùng nhìn xem Lôi Viên Vương thân thể nói, Lôi Viên độ kiếp mặc dù thất bại, nhưng hắn nếu như đã thần phục ta, ngươi liền không thể khinh nhờn nhục thân của hắn. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm một kiếm nổi giận chém mà ra, căn bản tận hết sức lực. Dừng tay! Huyết Vũ hư ảnh phẫn nộ thanh âm vang vọng hư không, nhưng mà căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, Tiêu Phàm xuất thủ, cho tới bây giờ sẽ không thủ hạ lưu tình. Vội vàng thời khắc, Lôi Viên Vương gian nan di chuyển thân thể, hướng về một bên tránh đi. Phốc phốc một tiếng, một cột máu bắn về phía hư không, lại là Lôi Viên Vương một cánh tay bỗng bị một kiếm chém xuống, đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Trốn, ta xem ngươi có thể trốn đến lúc nào, Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, lại là một kiếm chạm ra. Cho bản đế dừng tay. Huyết Vũ thân ảnh điên cuồng, trong lòng đem Tiêu Phàm tổ tông 18 đời đều thăm hỏi một lần. Hắn phiền muộn đến cực điểm, làm sao tới chỗ này đều gặp gỡ cái này tiểu tử. Chẳng lẽ tiểu tử này là bản thân mệnh kiếp hay sao? Ý nghĩ này từ trong đầu hắn chợt lóe lên, hiện tại hắn nhưng không có đầy đủ thời gian đến nghĩ mệnh kiếp sự tình, hắn chỉ muốn như thế nào mới có thể sống sót. Bỏ qua cỗ này thân thể. Hắn ngược lại là muốn, nhưng mấu chốt là, bản thân đã cùng cỗ này thân thể dung hợp một nửa, một khi từ bỏ, tự thân linh hồn cũng sẽ thụ sáng tạo. Không bỏ qua. Bản thân thật vất vả chờ đến cái này cơ hội, làm sao có thể nói từ bỏ liền từ bỏ, lần tiếp theo muốn đụng tới thần vương cường giả nhục thân, có thể liền không biết năm nào tháng nào. Mặc dù cỗ này nhục thân nát một chút, nhưng hắn có tự tin, rất nhanh liền có thể khôi phục đỉnh phong. Phốc. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, Lôi Viên Vương một cánh tay khác cũng bị một kiện chém xuống, hắn thân thể không khỏi co quắp đến mấy lần. Danh con, bản đế không tha ngươi. Huyết Vũ hư ảnh gầm thét không thôi, loại thống khổ này, tăng thêm toàn thân da chóc thịt bong đau đớn, nhường hắn suýt nữa ngất đi. Nhưng mà, cái này vẫn như cũ còn chưa có kết thúc, Tiêu Phàm lại chạm ra hai kiếm, gãy mất Lôi Viên Vương hai chân. Tiểu vương bát đản, ngươi không phải nói không cho bản đế khinh nhờn hắn thân thể a, ngươi bản thân làm cái gì? Huyết Vũ hư ảnh tê hống. Hiện tại, ta chỉ muốn giết chết ngươi, Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại. Lôi Viên Vương nhục thân. Mặc dù bị hắn chém đứt tứ chi, nhưng hắn có là năng lực đem cái này tứ chi tiếp cùng một chỗ, hắn hiện tại chỉ muốn giết chết cái kia cái gọi là loạn cổ đại đế. Ngươi giết không chết bản đế tuyên cổ trường tồn, bản đế chính là đường đường loạn cổ đại đế. Huyết Vũ thân ảnh thanh âm lần nữa truyền đến, bất quá thanh âm cũng đã suy yếu rất nhiều. Trong lòng của hắn phiền muộn đến cực điểm, thầm mắng không thôi, bản đế làm sao xui xẻo như vậy,
tới chỗ nào đều gặp gỡ tên sát tinh này. Công tử, cũng liền ở lúc này, đột nhiên cách đó không xa phế tích bên trong truyền đến một đạo suy yếu thanh âm. Nghe được thanh âm này, Tiêu Phàm toàn thân khẽ run lên, sau đó bỗng nhiên theo tiếng kêu nhìn lại, trên mặt cố kia băng lãnh nháy mắt biến mất, chiếm lấy là kinh hỉ. Ở lôi viên vương nhục thân cách đó không xa phế tích bên trong, một đạo huyết sắc quang mang thiểm thước, chậm rãi ngưng tụ thành một đạo bóng người, chung quanh ẩn ẩn còn có lôi điện lấp lóe. Lão lôi, ngươi không chết, Tiêu Phàm thốt ra, vô cùng kinh hỉ nói. Cái kia huyết sắc quang mang dĩ nhiên thực sự là lôi viên vương, chỉ bất quá chỉ là linh hồn mà thôi, nhìn qua cực kỳ suy yếu, tùy thời đều khả năng tiêu tán. Ta không chết, cuối cùng một đạo lôi kiếp rơi xuống, ta nhục thân toàn bộ chịu đựng lấy, lại đem ta linh hồn dung ra nhục thân. Lôi viên vương suy yếu hồi đáp. Ha ha, tốt, 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 Tiêu Phàm nói liên tục ba chữ tốt, đủ để nói rõ hắn nội tâm kích động. Chỉ cần lôi viên vương còn sống, đây đối với Tiêu Phàm tới nói liền đầy đủ. Công tử, ta nhục thân, lôi viên vương lại là lộ ra vẻ khổ sở, bản thân linh hồn bị dung ra nhục thân, đây là không may sự tình được a. Nếu như linh hồn không ly thể, nhục thân của hắn cũng không có khả năng tùy tiện bị người chiếm cứ. Hiện tại hắn muốn trở về nhục thân của hắn, đoán chừng đều không có khả năng, trừ phi đuổi đi nhục thân của hắn bên trong cái gì kia loạn cổ đại đế. Có thể đối phương tất nhiên tự xưng là loạn cổ đại đế, nghĩ đến đã từng là đại đế cấp bậc cường giả, coi như chỉ là một sợi tàn hồn, vậy cũng không phải hắn hiện tại linh hồn trạng thái có thể đuổi đi. Hắn nếu tiến vào bản thân nhục thân, duy nhất có thể liền là bị loạn cổ đại đế tàn hồn thôn phệ. Ngươi linh hồn nếu không phải bị chấn ra nhục thân, đoán chừng hiện tại đã chết. Tiêu Phàm tự nhiên minh bạch hắn ý tứ, vội vàng an ủi. Đây đối với kẻ khác tới nói là chuyện xấu, nhưng là đối với lôi viên vương tới nói, tuyệt đối là chuyện tốt, chí ít hắn hiện tại còn sống. Nói cũng đúng, lôi viên vương đáng chết gật gật đầu, trong lòng của hắn thầm nói, bản thân có lẽ là xui xẻo nhất thần vương cảnh a. Vừa mới đột phá thần vương cảnh, liền bị người đoạt xá nhục thân, từ cổ chí kim, có lẽ cũng chỉ có hắn một cái. Ngươi yên tâm, ta định giết hắn, trả lại ngươi một cái hoàn hảo không chút tổn hại thân thể. Tiêu Phàm mười phần trịnh trọng nói, đưa tay vung lên, lôi viên vương linh hồn tức khắc tung bay mà lên. Tiêu Phàm lấy ra một cái hộp ngọc, cẩn thận từng ly từng tí đem lôi viên vương linh hồn bảo vệ, lập tức hắn sắc bén con ngươi lần nữa rơi vào lôi viên vương nhục thân phía trên. Tiểu vương bát đản, có gan ngươi hủy cỗ này nhục thân, bản đế lại tìm một bộ là được. Loạn cổ đại đế phẫn nộ thanh âm quanh quẩn ở hư không, bất quá, ngươi thuộc hạ, khả năng liền chưa hẳn có thể sống sót. Oanh! Vừa dứt lời, nơi xa một vệt sáng gào thét mà tới, làm tới gần thời khắc, lưu quang một chia làm hai, trong đó một đạo áo đen thân ảnh trùng điệp rơi đập ở trên mặt đất. Tiểu tử này ngược lại là trượt chuồn mất hung ác, lần trước nhường hắn chạy trốn, lần này còn muốn chạy. Bạch ma khinh thường nhìn xem phía dưới hư không, nói tiểu tử, ngươi làm sao còn không giết hắn? Lão lôi không chết, Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói. Không chết, bạch ma kinh hô lên tiếng, hắn vừa mới thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, lôi viên vương nhục thân cũng đã không có linh hồn chi lực a, cho dù sinh cơ đều nhanh muốn trôi qua không còn một mảnh. Tiêu Phàm không có giải thích, mà là nhìn về phía cách đó không xa phế tích, lúc này, máu me khắp người Lục Vô Trần từ phế tích bên trong bỏ ra, đầy miệng bụi đất. Ngươi nhìn, đây không phải có thân thể sao? Tiêu Phàm nghiền ngẫm nhìn lôi viên vương nhục thân một cái, hí ngược nói. Loạn cổ đại đế tức khắc không lên tiếng, hắn như thế nào không biết Tiêu Phàm ý tứ, tiểu tử này đoán chừng là muốn diệt bản thân, sau đó trực tiếp nhường lôi viên vương đoạt xá Lục Vô Trần nhục thân. Kiếm Hồng Trần, ngươi nếu giết ta, cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lục Vô Trần nửa quỳ ở phế tích bên trong, căm tức nhìn Tiêu Phàm nói, khó nén trong mắt ý sợ hãi. Giờ phút này Lục Vô Trần, chỗ nào còn có thiên tài bộ dáng, hoàn toàn liền tựa như một cái bị khi dễ tiểu hài, không có phản kháng lực lượng sau, liền chỉ có thể tìm ra trường. Giết ngươi, ngươi còn không xứng, Tiêu Phàm nhàn nhạt phun ra một câu, liền con mắt đều không nhìn Lục Vô Trần một cái. Giết Lục Vô Trần, Tiêu Phàm cũng không phải không có nghĩ qua, nếu là lần trước giết, đây cũng là giết. Nhưng là hiện tại, Tiêu Phàm đột nhiên phát hiện, dễ dàng như vậy liền giết hắn, vậy thì thật là quá lãng phí. Lần này bách sát chiến trường kết thúc sau, Tiêu Phàm khẳng định vẫn là sẽ về Thiên Vũ Vực, không thể thiếu cùng Thiên Võ Thần Sơn là địch, ngược lại là đụng tới Lục gia, cái này Lục Vô Trần ngược lại là to lớn thẻ đánh bạc. Bạch ma, ngươi nhưng có phương pháp,
đem Lục Vô Trần phong ấn mang ở trên người. Tiêu Phàm truyền âm hỏi. Bây giờ hắn không có tiểu thiên địa, cũng không thể tùy tâm sử dụng mang theo vật sống, hơn nữa càn khôn giới cũng vô pháp trang vật sống. Giao cho ta, Bạch Ma nhẹ gật đầu, há miệng hút vào, nháy mắt đem Lục Vô Trần nuốt vào trong bụng. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, hắn cũng không có thật muốn cho Lôi Viên Vương đoạt xá Lục Vô Trần nhục thân, khó được bên người có một cái thần vương cảnh tay chân, Tiêu Phàm cũng sẽ không xa xỉ như vậy liền hủy đi. Đột nhiên, Tiêu Phàm thân hình lóe lên, nháy mắt xuất hiện ở Lôi Viên Vương trên đỉnh đầu, cười lạnh nói, mặc dù trước đó đối phó ngươi có chút phiền phức, nhưng là hiện tại, lại buông lỏng rất nhiều. Tù thần chỉ. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm trong nháy mắt một chút, một đạo kim sắc quang mang từ đầu ngón tay nở rộ mà ra, chỉ thấy từng đầu kim sắc quang tuyến nháy mắt chui vào Lôi Viên Vương thể nội, cả người rốt cuộc không thể động đậy. Danh con, ngươi đối bản đế làm cái gì? Loạn cổ đại đế tàn hồn gầm thét, nhìn thấy Tiêu Phàm tiếu dung, hắn ẩn ẩn có loại nguy hiểm cảm giác. Qua một lúc ngươi liền sẽ biết. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, bỗng nhiên một cái hắc sắc vòng xoáy bỗng nhiên xuất hiện ở hắn trước người, chỉ bất quá cái này vòng xoáy là thuận thời châm. Ầm ầm, kinh khủng lực lượng phun trào nhanh chóng từ Lôi Viên Vương thể nội mãnh liệt cuộn trào ra, xông vào hắc sắc vòng xoáy. Thần thông ngự không phải vẻn vẹn dùng để giết người, hơn nữa còn có thể rút ra đối phương thần lực và linh hồn lực lượng. Đây là cái gì thần thông? Loạn cổ đại đế tàn hồn kêu sợ hãi, cảm nhận được thể nội thần lực và linh hồn chi lực chính đang không ngừng xói mòn, hắn triệt để sợ hãi. Giống tương đương. Cũng liền ở lúc này, Tiêu Phàm sau lưng đột nhiên toát ra một đạo hắc ảnh, mở ra bồn máu miệng lớn, ngửa mặt lên trời giống giận. Thí thần tổ thú, Bạch Ma nhìn thấy đạo kia hắc ảnh, toàn thân hiện nổi da gà lên, bỗng nhiên hướng về sau lưng thối lui, trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Trong đầu hắn lóe qua cái thứ nhất ý niệm, liền là thí thần tổ thú làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này, phải biết, đây chính là thần thú bảng xếp hạng thứ 19 thần thú A. Nếu là bị những cường giả khác biết rõ, nhất định sẽ tranh nhau cướp đoạt, chiếm thành của mình. Bỗng nhiên, Bạch Ma nháy mắt kịp phản ứng, kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, run giọng nói, Tiêu Phàm tiểu tử này dĩ nhiên liền là thí thần tổ thú. Không đúng, đây chỉ là hắn một cái khác linh hồn. Nguyên lai là nó, lần trước là nó thôn phệ trường sinh lão quỷ linh hồn, sau đó tước đoạt trường sinh lão quỷ cấp độ lực lượng, tấn cấp trở thành mới thứ 16 thần thú. Bạch Ma không hổ là sống 100 vạn tuổi già quái vật, người già mà thành tinh, nháy mắt hiểu tới. Thí thần tổ thú, làm sao có thể? Loạn cổ đại đế tàn hồn cũng sợ hãi, trên đời này, rất ít có thể làm cho đại đế cường giả sợ hãi, nhưng trước mắt thí thần thú liền là một trong số đó. Ngươi muốn thôn phệ hắn linh hồn lực lượng, vậy liền cho ngươi, Tiêu Phàm lại là lơ đễnh nói, thí thần không chủ động xuất hiện mà nói, hắn còn không có nhớ tới thí thần năng lực đến. Đối với hắn tới nói, linh hồn lực lượng không có quá nhiều giá trị, chỉ có pháp tắc toái phiến mới có thể để cho hắn càng tiến một bước, còn không bằng nhường thí thần thôn phệ đột phá. Ao tương đương, thí thần vui vẻ gật gật đầu, sau đó mở ra bồn máu miệng lớn, trực tiếp một ngụm đem cực đại Lôi Viên Vương nhục thân cho nuốt xuống. Thí thần, nhưng chớ đem lão lôi thần cách luyện hóa. Tiêu Phàm vội vàng nhắc nhở, trong mắt cũng lộ ra một tia chờ mong. Thí thần thôn phệ cái này loạn cổ đại đế tàn hồn, lại có hay không có thể đột phá thần vương cảnh đây? Thí thần thôn phệ loạn cổ đại đế tàn hồn, lần nữa tiến nhập Tiêu Phàm thể nội hắc sắc vòng xoáy, bị thí thần thôn phệ, cơ bản chỉ có hủy diệt phần. Bất quá giây lát sau, một đạo thanh âm ở Tiêu Phàm trong lòng vang lên, tiểu tử, ngươi không thể giết ta, không thể giết ta. Tiêu Phàm hơi hơi kinh ngạc, những người khác bị thí thần thôn phệ, cơ bản liền là nháy mắt bị luyện hóa, có thể loạn cổ đại đế vậy mà còn có thể nói chuyện. Trong lòng của hắn thầm than, quả nhiên không hổ là đại đế cấp bậc tồn tại, dù là chỉ là một sợi tàn hồn, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể ma diệt. Chỉ là, Tiêu Phàm vẫn như cũ không nghĩ tới buông tha loạn cổ đại đế tàn hồn, hiện tại thật vất vả có giết chết hắn cơ hội, một khi hắn tàn hồn trốn ra được Lôi Viên Vương nhục thân hạn chế, vậy coi như phiền toái. Bạch Ma đứng ở đằng xa, vẫn như cũ khó nén trong lòng chấn kinh, hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, Tiêu Phàm trên người lại có thí thần tổ thú, hơn nữa còn bị luyện hóa thành đệ nhị linh hồn. Siêu siêu tương đương. Lúc này, một trận gió mát đánh tới thanh âm quanh quẩn ở hư không, Tiêu Phàm cùng Bạch Ma chỉ cảm giác toàn thân phát lạnh, trên người tức khắc hiện nổi da gà lên. Tiến nhanh trận pháp, Tiêu Phàm dưới chân đạp mạnh, cực tốc hướng về trước đó bố trí tốt vạn tượng bàn long trong trận lao đi. Vừa mới vì đối phó loạn cổ đại đế tàn hồn,
bọn họ ngược lại là quên, hiện tại nhưng vẫn là đêm tối, cái kia bóng đêm vô tận bên trong có thể còn có vô số ăn thịt người không nhả xương dị ma. Trước đó phiến địa vực này bị thần vương kiếp bao trùm, lôi điện khí tức tạm thời có thể chấn nhiếp những cái kia dị ma, nhưng theo lấy thời gian đưa đẩy, lôi điện chi lực càng ngày càng yếu, bọn chúng tự nhiên cũng liền không chỗ nào e ngại. Bạch ma tốc độ không chậm, vẹn vẹn đi theo Tiêu Phàm sau lưng. Nhưng mà, bọn họ vừa mới xông đi lên mấy chục mét, liền bị mấy cố cường hoành khí thế khóa chặt, trong bóng tối, mấy con to lớn bàn tay hung hăng phiến đến, từng đạo kình phong nộ khiếu. Tiêu Phàm cùng Bạch Ma không chút do dự xuất thủ, lấy bọn hắn nhãn lực, tự nhiên rõ ràng thấy được trong bóng tối là vật gì. Đó là từng đầu đạt đến vài trượng quái vật, nhìn qua như người bình thường hình, chỉ là càng thêm cao lớn uy mãnh. Hắn hai mắt trống rỗng, không có con mắt, da rẻ đen kịt tỉ mỉ giống như thần thiết, toàn thân gầy trơ xương như củi, cả người bộ lông màu đỏ bao trùm, giống như máu nhuộm, phát ra mục nát khí tức. Đây là... Tiêu Phàm nhíu mày, hắn dĩ nhiên hoàn toàn nhận không ra cái này quái vật lai lịch, hiển nhiên đây không phải phổ thông dị ma. Nhìn đến tin đồn là thật, Bạch Ma lại là vẻ mặt nghiêm túc phun ra một câu, móng vuốt giận vung mà ra, mấy đạo hình người quái vật bị đánh bay. Nhưng quỷ dị là, Bạch Ma trưởng cương lại không có xé nát bọn chúng, vẹn vẹn chỉ là đánh bay bọn chúng mà thôi, hơn nữa hư không còn truyền đến một trận âm vang va chạm thanh âm. Bang! Tiêu Phàm một kiếm quét ngang ra, chém chúng ba đầu hình người dị ma, hư không đốm lửa bắn tứ tung, cường hoành giống như tu la kiếm, thậm chí ngay cả bọn chúng nhục thân đều không phá nổi. Tiểu Bạch, ngươi biết rõ bọn họ là cái gì quái vật? Tiêu Phàm trầm giọng nói, hắn còn chưa thấy qua mạnh như vậy hoành nhục thân. Phải biết, tu la kiếm từ khi lây dính đại đế sát huyết sau đó, cho dù thần vương nhục thân, cũng có thể tùy tiện phá mở, huống chi phổ thông nhục thân đây. Nhưng mà hiện tại sự thực liền là như thế, những này hình người dị ma, quá mức đáng sợ. Bọn chúng là cương, Bạch Ma lạnh lùng phun ra một câu, ngữ khí vô cùng ngưng trọng, đồng thời dưới chân không có bất luận cái gì chần chờ, hướng về đã sớm chuẩn bị kỹ càng đại trận bên trong bỏ chạy. Cương, cương thi, Tiêu Phàm trong đầu nháy mắt nhớ tới một cái từ. Cũng có thể nói như vậy, bất quá bọn chúng còn có một cái khác danh tự, ma cương. Bạch Ma trầm giọng nói. Ma cương. Tiêu Phàm trong lòng trầm xuống, có loại bất an cảm giác, chỉ là trong lòng của hắn hoài nghi, cái này ma cương lại là như thế nào đây? Chẳng lẽ chỉ là dị ma một loại? Ma cương, cũng không phải là chân chính dị ma, mà là năm đó ở mảnh này chiến trường chết đi sinh linh, hấp thu dị ma ma tính, sinh ra một loại quái vật, bọn chúng đau thương bất nhập, thủy hỏa bất dung, không ở trong ngũ hành, bình thường thủ đoạn, căn bản giết không chết. Bạch Ma nhìn ra Tiêu Phàm nghi hoặc, giải thích nói. Tiêu Phàm trong lòng quái dị, hắn cảm giác lời này làm sao quen thuộc như vậy chứ, nhất là không ở trong ngũ hành câu nói này. Không ở trong ngũ hành, kia chính là ngũ hành bên ngoài đồ vật có thể giết chết bọn chúng, tỉ như lôi điện. Tiêu Phàm một kiếm lại đẩy lui mấy đầu ma cương, lực phản chấn cũng bắt hắn cho tung bay. Ta không hiểu lôi điện chi lực, Bạch Ma trực tiếp lắc đầu nói, vẫn là mau chóng rời đi nơi này tốt, những cái này ma cương chỉ có vốn có thể giết giết ý thức, những nơi đi qua. Không cho bất luận cái gì sinh linh tồn tại, nếu là bị ma cương vây quanh, người ta liền nguy hiểm. Tiêu Phàm gật gật đầu, hai người không ngừng hướng về trận pháp tới gần, ma cương nhục thân mặc dù đáng sợ, nhưng thực lực rõ ràng không mạnh, hơn nữa tốc độ cũng theo không kịp Tiêu Phàm bọn họ. Lúc này, Tiêu Phàm cùng Bạch Ma liền đi tới vạn tượng bàn long trận bên ngoài, bất quá Tiêu Phàm lại không có tiến vào trong trận, ngược lại lạnh lùng nhìn xem đối diện truy sát mà đến ma cương, đơn cầm trong tay kiếm mà đứng. Tiểu tử, ngươi làm cái gì? Nhìn thấy Tiêu Phàm cử động, Bạch Ma sắc mặt hơi hơi biến đổi. Không có gì, ta chỉ là muốn thử xem, những cái này ma cương là có hay không giết không chết. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại nói ra, sau đó lần nữa xông ra, tu la kiếm bỗng biến thành yêu dị huyết hồng sắc, một cỗ vô thượng sát khí phun ra. Âm vang. Một đạo kim thạch giao kích thanh âm vang lên, hư không mang theo một đầu hỏa tinh trường hồng, cái kia ma cương bị đẩy lui chừng 10 trượng. Nhưng Tiêu Phàm vẹn vẹn chặt đứt nó lông tóc mà thôi. Tiểu tử, không cần lãng phí thời gian, giết không chết bọn chúng. Bạch Ma hét lớn. Vậy cũng chưa hẳn, Tiêu Phàm lắc lắc đầu, trong mắt nở rộ lấy tinh quang. Sau một khắc, ở Bạch Ma kinh ngạc ánh mắt bên trong, Tiêu Phàm trực tiếp một kiếm cắt đứt cổ tay mình, một đạo máu tươi phun ra, toàn bộ đều tiêm nhiễm ở trên tu la kiếm. Tiểu tử, ngươi cũng không cần tự sát à,
chúng ta hiện tại trốn về Đế Huyết Thành, bọn chúng đuổi không kịp. Bạch Ma kêu to, hắn còn tưởng rằng Tiêu Phàm tự ngược. Bất quá, Tiêu Phàm căn bản không có để ý tới hắn, mà là lần nữa liền xông ra ngoài, lần này, kiếm quang trực tiếp khóa được ba đầu ma cương. Hắn không có thi triển bất luận cái gì thần thông, chỉ là phổ thông chạm ra một kiếm. Phốc phốc phốc, ba tiếng giòn vang nối thành một mảnh, chỉ thấy ba khỏa đầu lâu bỗng nhiên bay lên, sau đó thi thể kia cũng đột nhiên bắt đầu chậm rãi hòa tan. Làm sao có thể, Bạch Ma trợn to con ngươi, không thể tin nhìn xem Tiêu Phàm. Ma cương biết bao quỷ dị, hắn rất rõ ràng, cơ bản chỉ có lôi điện có thể áp chế, nhưng bây giờ, Tiêu Phàm dĩ nhiên một kiếm chém ba đầu. Quả nhiên có thể, Tiêu Phàm trên mặt hiện lên một nụ cười, trong lòng lại bổ sung một câu cái gì ma cương, căn bản chính là phổ thông ma cương, ta vô tận chiến huyết hàm chứa chí dương chi khí, vừa lúc có thể khắc chế bọn chúng. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra một vòng ý vị thâm trường tiếu dung, ngay sau đó, hắn nhìn thấy mấy đạo lưu quang nháy mắt chui vào hắn bên hông quân công bài phía trên. Quân công bài quang mang lóe lên, bên trong nháy mắt nhiều một chút tin tức. 9 điểm quân công chỉ. Tiêu Phàm ý niệm khẽ động, nháy mắt đảo qua quân công bài, trong đầu nhiều một đạo tin tức. Trong lòng lại là phiền muộn đến cực điểm, vừa mới cái kia ba đầu ma cương, rõ ràng không kém gì cổ thần cảnh hậu kỳ tu vi a, giết ba cái, dĩ nhiên mới lấy được 9 điểm quân công chỉ. Hắn đột nhiên nghĩ đến ở Đế Huyết Thành giết người muốn khấu trừ 100 quân công chỉ, trước đó hắn căn bản không đặt ở trong lòng, nhưng bây giờ mới phát hiện, 100 này quân công chỉ, có vẻ như cũng không phải tốt như vậy lừa. Giống như vậy cổ thần cảnh hậu kỳ ma cương, hắn muốn giết 34 đầu, mới có thể đi đến 100 quân công chỉ. 3 điểm quân công chỉ cũng tốt, trên người có chút quân công chỉ, về sau ở trong thành giết người, cũng không tất yếu như thế e ngại. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm, lần nữa nhào về phía chung quanh ma cương. Phốc phốc, từng đạo thanh âm ở hư không vang lên, chỉ thấy Tiêu Phàm một người một kiếm, ở một đám ma cương bên trong thành thạo. Hư không lưu quang phủ hiện, hắn bên hông quân công bài lấp lóe không ngừng. Lấy Tiêu Phàm tốc độ, những cái này ma cương cơ bản liền chỉ có bị chém giết phần, nói câu không dễ nghe, bọn chúng đều chỉ là Tiêu Phàm trong mắt quân công chỉ mà thôi. Bạch Ma cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm, hắn không biết Tiêu Phàm huyết, tại sao có thể khắc chế những cái này ma cương. Phải biết, cho dù là hắn, đều không làm gì được những cái này ma cương a. Hắn không biết Tiêu Phàm là như thế nào làm được. Nhưng hắn cũng không dám tùy tiện thử nghiệm, liền đứng ở trong trận pháp, thay Tiêu Phàm lược trận. Tiêu Phàm thỉnh thoảng cắt đứt cánh tay mình, tu la kiếm dính vô tận máu, tức khắc biến tuyệt thế sắc bén, dù là những cái này ma cương nhục thân cường đại, có thể cũng không chịu nổi tu la kiếm một kích. Mấu chốt những cái này ma cương căn bản liền không có linh trí, đối với Tiêu Phàm tới nói, hoàn toàn không có bất luận cái gì uy hiếp. Tiêu Phàm, cũng liền ở lúc này, Tiêu Phàm trong đầu đột nhiên vang lên một đạo thanh âm. Ân, Tiêu Phàm lông mày hơi nhíu, lộ ra kinh ngạc, hắn không nghĩ đến Chí Tôn Phần Thiên Viêm dĩ nhiên chủ động cho hắn truyền âm. Chí Tôn Phần Thiên Viêm tiến vào vô tận động thiên cũng có chút thời gian, Tiêu Phàm còn từ chưa nhìn thấy qua nó chủ động mở miệng nói chuyện, đây tuyệt đối là lần thứ nhất. Ngươi kỳ thật có thể không cần cắt cổ tay. Chí Tôn Phần Thiên Viêm thanh âm vang lên, ngữ khí non nớt, tựa như sợ đắc tội Tiêu Phàm. Không cần cắt cổ tay, vậy như thế nào đối phó những cái này ma cương? Tiêu Phàm hiếu kỳ nói, nếu như có thể không cần đổ máu, đó là không thể tốt hơn sự tình. Ngươi có thể dùng hỏa diễm a, ngươi nắm trong tay hỏa diễm vốn chính là chí dương chi hỏa bên trong ẩn chứa chí dương chi khí có thể khắc chế bọn chúng, những cái này ma cương đồng dạng hỏa diễm không sợ, nhưng lại sợ chí dương chi hỏa. Chí Tôn Phần Thiên Viêm yếu ớt nói ra. Ách, Tiêu Phàm nghe vậy, kém chút một ngụm lão huyết phun ra, sắc mặt co quắp một trận, chỉ cảm giác một trận nóng bỏng đau. Đúng vậy a, bản thân vô tận chi hỏa, vốn chính là chí dương chi hỏa, hàm chứa chí dương chi khí, hoàn toàn có thể dùng chí dương chi hỏa đối phó ma cương a, lại sao lại muốn cắt cổ tay đây? Tiêu Phàm lúc này mới minh bạch, bản thân tự cho là thông minh, lại là liền Chí Tôn Phần Thiên Viêm đều nhìn không được. Ngươi tại sao không nói sớm? Tiêu Phàm trong lòng quát ầm lên. Ta nghĩ đến ngươi yêu thích cắt cổ tay, cho nên. Chí Tôn Phần Thiên Viêm khiếp đảm hồi đáp, sợ Tiêu Phàm phản giận. Yêu thích cắt cổ tay. Tiêu Phàm phiền muộn đến cực điểm, thích ngươi muội a, ngươi cả nhà đều yêu thích cắt cổ tay. Người nào nha có bệnh, không có việc gì liền cắt cổ tay chơi. Tiêu Phàm trong lòng cực kỳ im lặng,
Cái này ngậm bồ hòn chỉ có thể bản thân nuốt vào. Các ngươi đều đáng chết. Tiêu Phàm bỗng nhiên lấy lại tinh thần, đem tất cả phẫn nộ toàn bộ đều chuyển tới cái kia lít nha lít nhít ma cương phía trên. Hắn không làm gì được chí tôn phần thiên viêm, chẳng lẽ còn không làm gì được những cái này chết đồ vật sao? Oanh, thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm quanh thân cuồn cuộn vô tận chi hỏa mãnh liệt cuộn trào ra, nháy mắt hóa thành một phiến biển lửa, bao phủ chu vi mấy trăm trượng phạm vi, trên trăm đầu ma cương bị bao phủ ở bên trong, bị vô tận chi hỏa thiêu đốt. Dạng này tốc độ ngược lại là nhanh rất nhiều. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, trong lòng phiền muộn toàn bộ đều tan thành mây khói, hắn tựa như nhìn thấy vô số quân công trị đang hướng hắn vẫy tay. Hống hống, cũng liền ở lúc này, thể nội thí thần lại truyền tới một đạo gầm nhẹ thanh âm. Luyện hóa, Tiêu Phàm trong lòng vui vẻ, giết loạn cổ đại đế tàn hồn, bản thân cũng liền nhiều mấy phần bảo đảm, có cái này nguy hiểm đối thủ, dù sao không phải là chuyện tốt lành gì. Thí thần gầm nhẹ gật gật đầu, không ngừng khoa tay lấy, từng đạo ý niệm truyền vào Tiêu Phàm não hải. Tiêu Phàm mày nhíu lại trở thành chữ xuyên, trầm giọng nói, ngươi nói là, hắn sống nhờ ở Nguyệt Thiên Hạo trên người tàn hồn chỉ là trong đó một sợi mà thôi. Hơn nữa hắn cũng không phải là chân chính loạn cổ đại đế, chỉ là loạn cổ đại đế một cái tôi tớ. Lấy được lần này tin tức, Tiêu Phàm trong lòng cũng biến vô cùng ngưng trọng lên, loạn cổ đại đế một cái tôi tớ tàn hồn liền như thế cường đại, cái kia loạn cổ đại đế bản thân đây. Phải chăng cũng đã siêu việt đại đế cảnh giới? Tiêu Phàm không dám tiếp tục nghĩ, trong lòng chỉ có thể thầm than, tu luyện con đường này, thật đúng là không phải bình thường kéo dài. Thí thần lại nhẹ gật đầu, đi đến bây giờ cảnh giới, thí thần cũng đã có linh trí, chỉ là còn không thể biểu đạt mà thôi, khả năng này là bị luyện thành đệ nhị linh hồn có quan hệ. Chờ chút, ngươi nói hắn còn có tàn hồn sống nhờ ở cái khác tu sĩ trên người. Chuẩn bị chạy tới loạn cổ đại đế vẫn lạc chi địa đế huyết nhai. Tiêu Phàm mãnh kinh, trong lòng có một cỗ nồng đậm bất an. Cái kia huyết vụ hư ảnh mặc dù là loạn cổ đại đế tôi tớ, nhưng hắn chung quy là đại đế cảnh tồn tại a, một sợi tàn hồn bị hắn Tiêu Phàm diệt, đoán chừng đối phương cũng sẽ không buông tha hắn. Tất nhiên là vì loạn cổ đại đế tàn hồn mà đến, trốn là trốn không được đi. Tiêu Phàm trầm giọng nói, trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, tất nhiên không tránh thoát, cái kia làm sao không tiến về đế huyết nhai tranh một chuyến chân chính loạn cổ đại đế truyền thừa đây, lần trước không phải chiếm được một chương địa đồ sao? Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm trên mặt có một tia sốt ruột, hắn rốt cục khẳng định, Bạch Ma lúc trước Nguyệt Thiên Hạo trong miệng nói tới khẳng định liền là loạn cổ đại đế truyền thừa. Chỉ là trong đầu hắn lại có một cái nghi hoặc, đế huyết nhai thật có loạn cổ đại đế truyền thừa sao? Bách sắt chiến trường cũng không phải một giới hai giới sự tình, nếu quả thật có loạn cổ đại đế truyền thừa mà nói, đã sớm hẳn là bị người cướp đi mới đúng a. Mặc kệ, trước tiên đem những cái này ma cương diệt lại nói. Tiêu Phàm thu liễm tâm thần, thao túng vô tận chi hỏa điên cuồng nung khô lấy ma cương. Cùng lúc đó, từng đạo lưu quang từ tứ phía bát phương bay vụt mà đến, toàn bộ đều xuất vào quân công bài. Đang lúc Tiêu Phàm trắng trợn đồ sát ma cương thời điểm, đế huyết thành lại không bình tĩnh, vô số tu sĩ tụ tập ở đế huyết thành thành chủ phủ bên ngoài. Ở thành chủ phủ cửa ra vào, đứng thẳng lấy một khối đạt đến 10 trượng cự đại thạch bia phía trên bên biểu hiện ra từng cái danh tự. Giờ phút này, có một cái danh tự đang nhanh chóng phát sinh biến hóa. Hạng 80, mà lại còn đang nhanh chóng tiêu thăng. Kiếm Hồng Trần, hắn vừa mới không phải ở Nam Thành A, làm sao đột nhiên lên quân công bảng, hơn nữa quân công chỉ còn đang nhanh chóng gia tăng. Các ngươi mau nhìn, cũng đã 72 tên, hắn sẽ không đánh bại Tử Dương Kinh Hồng sau đó, liền lại chạy đi ngoài thành săn giết dị ma đi. 89 phần 10 là, trong bóng tối, dị ma là nhiều nhất thời điểm. Chỉ là rất ít có người dám ra ngoài liệp ma, chỉ có những cái kia đỉnh cấp thiên tài mới có thực lực này cùng dũng khí. Các ngươi nhìn, 43 tên. Tê tương đương nhanh như vậy, hắn thực sự là một người đang liệp ma a, ta làm sao cảm giác là một cái đoàn đội a. Đoàn người nhìn chằm chằm cự đại thạch bia kinh hô lên tiếng, cái này thạch bi không phải gì khác, chính là vạn la đế vực quân công bảng. Nhìn thấy quân công bảng phía trên kiếm hồng trần danh tự nhảy vọt thức hướng phía trên kéo lên, đoàn người tập thể trợn tròn mắt. Những người khác người nào không phải một cái hai cái thứ tự đi lên kéo lên, mà trước mắt kiếm hồng trần lại là nhảy vọt thức kéo lên, mấy tức sau đó đã đến đệ nhị 13 tên. Quân công bảng khẳng định sai lầm, bằng không thì không có khả năng thăng nhanh như vậy, nhanh đi tìm thành chủ, nhường hắn đến giải thích một cái. Đám người bên trong có người hét lớn. Quân công bảng không chỉ là tượng trưng cho cống hiến, cũng đồng dạng tượng trưng cho thực lực,
mỗi người ít nhiều đều có chút ganh đua so sánh chi tâm, nhìn thấy Kiếm Hồng Trần cái tên này nhảy vọt thức tiến lên, ai cũng trong lòng khó chịu. Thành chủ đến, lúc này, không biết người nào đột nhiên kêu to một tiếng, đoàn người ánh mắt bỗng nhiên hướng về hậu phương nhìn lại, lại là nhìn thấy một cái hắc bào lão giả chậm rãi đi tới. Bái kiến thành chủ, đoàn người nhìn thấy hắc bào lão giả thời khắc, nhao nhao nhường ra một con đường, cung kính một xá nói. Hắc bào lão giả không phải kẻ khác, chính là một mực âm thầm chú ý Tiêu Phàm Hướng lão, hắn bản danh là Hướng Vân Sinh, chính là Vạn La Đế vực Hướng gia trưởng lão, cũng là Đế Huyết Thành thành chủ, thần vương cảnh cường giả, thực lực sâu không lường được. Một cái khác hôi bào lão giả cùng ở sau lưng hắn, kỳ danh là Vu Cửu, cũng là thần vương cảnh cường giả, lần trước chính là hắn âm thầm chú ý Tiêu Phàm bọn họ, cũng cùng Huyết Vụ Thân Ảnh đại chiến một trận. Chuyện gì ở đây ầm ĩ? Vu Cửu băng lãnh con ngươi đảo qua toàn trường, thần vương cảnh uy thế ép tới người ở đây có chút không thở nổi. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng một cái tuổi trẻ tu sĩ đi ra, nói, khởi bẩm thành chủ đại nhân, quân công bảng sai lầm. Quân công bảng làm sao sẽ phạm sai lầm? Hướng Vân Sinh còn không có mở miệng, Vu Cửu liền nhíu mày. Tiền bối, ngài chính mình nhìn, tuổi trẻ tu sĩ vội vàng nói ra. Hướng Vân Sinh cùng Vu Cửu hai người ngẩng đầu nhìn về phía quân công bảng, cũng không có phát hiện dị thường gì, Vu Cửu càng là hơi có khó chịu nói, quân công bảng không phải rất bình thường sao? Tuổi trẻ tu sĩ cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực, thiếu chút nữa thì quỳ ở trên mặt đất, cắn răng nói, tiền bối, ta nói là cái kia Kiếm Hồng Trần, mười hơi trước đó, hắn vẫn chỉ là khoảng 40 tên, hiện tại cũng đã mười mấy tên. Không phải liền là mười mấy tên sao? Vu Cửu lơ đễnh nói, bất quá lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, nắm lấy tuổi trẻ tu sĩ cổ áo, kinh ngạc nói, ngươi nói hắn ở mười hơi thời gian bên trong, liền từ 40 mấy tên tiến nhập mười mấy tên. Tuổi trẻ tu sĩ dọa cho phát sợ, bất quá vẫn là nhẹ gật đầu, khổ sở nói, không chỉ như thế, 30 cái hô hấp phía trước, hắn còn căn bản không có vào quân công bảng. Làm sao có thể, Vu Cửu trên mặt đều là chấn kinh chi sắc. 10 cái hô hấp tiến lên hơn 20 thứ tự cũng liền bình thường, có thể 30 cái hô hấp, dĩ nhiên đi tới hơn 100 cái thứ tự, hơn nữa trước đó hắn còn không có vào quân công bảng. Quân công bảng phía trên ghi chép danh tự không nhiều, cũng liền 200. Cái này tương đương với đại biểu cho Vạn La Đế vực cấp dưới trên trăm địa vực tuyệt thế thiên tài. Đừng nói tiến vào trước 20, liền là tiến vào top 100, vậy cũng là có thể cho người nhớ người ở vật, chú định nổi danh dương Vạn La Đế vực. Nếu là cái khác cổ vực thiên tài tiến vào quân công bảng mười mấy tên, bọn họ căn bản không biết quan tâm, nhiều nhất cũng liền lau mắt mà nhìn mà thôi. Dù sao, cổ vực thiên tài cùng nội tình cũng không yếu, có thể bồi dưỡng được một hai cái tuyệt thế thiên tài, căn bản không phải nhiều khó khăn sự tình. Nhưng bây giờ, một cái bất nhập lưu địa vực tu sĩ, dĩ nhiên tiến nhập quân công bảng mười mấy tên, cái này dung không được bọn họ không kinh ngạc. Các ngươi nhìn, tên thứ 12, đột nhiên, lại có người cả kinh kêu lên. Đoàn người không hẹn mà cùng nhìn về phía quân công bảng, quả nhiên, Kiếm Hồng Trần ba chữ này, lại đi tới mấy cái tên. Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ khó tin, tựa như gặp quỷ sống một dạng. Hướng lão, cái này, Vu Cửu trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào mở miệng, đành phải nhìn về phía Hướng Vân Sinh. Có thể ở mấy chục cái hô hấp, giết vào quân công bảng tên thứ 12, cho dù đặt ở Vạn La Đế vực những cái kia thiên tài, cũng tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy. Hướng Vân Sinh nhắm mắt cảm ứng một hồi, sau đó mới mở ra hai mắt, hắn sắc mặt coi như bình tĩnh, nhưng trong lòng là nhấc lên kinh đào hải lãng, trong đầu cũng đã bắt đầu tính toán rất nhanh lên. Nam Thành hiện tại chính là về Thiên Vũ vực tất cả, Thiên Vũ vực người nếu là nhìn thấy Kiếm Hồng Trần trở về, nhường hắn tới gặp lão hủ. Hướng Vân Sinh nhìn một chút người bốn phía nhóm, thản nhiên nói. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng lại truyền khắp ở đây mỗi người trái tim. Tất cả mọi người nghe vậy, trong lòng chấn động, Hướng Vân Sinh lại đem Nam Thành chia cho Thiên Vũ vực, đây coi như là biến tướng nịnh nọt Thiên Vũ vực sao. Trước kia Tiêu Phàm chính mình nói Thiên Vũ vực chiếm cứ Nam Thành môn. Mặc dù đám người không dám không theo, nhưng nội tâm vẫn có chút khó chịu. Nhưng bây giờ, Hướng Vân Sinh dĩ nhiên chủ động công nhận Thiên Vũ vực, không, nói cho đúng là công nhận Kiếm Hồng Trần, về sau người nào còn dám đắc tội Thiên Vũ vực. Mọi người tại đây thần sắc không giống nhau, bất quá bọn họ trong lòng đều biết rõ, về sau không thể tùy tiện đắc tội Tiêu Phàm, Thiên Vũ vực đều khả năng bởi vì Kiếm Hồng Trần muốn đằng phi. Mà đồng dạng sự tình còn phát sinh ở lệ thuộc về Vạn La Đế vực mặt khác vài tòa thành trì, trong đó có một tòa thành trì tên là Lưu Vân Thành.
Lưu Vân Thành cũng đồng dạng nắm giữ quân công bảng, phàm là từ Vạn La Đế vực quân công điện nhận lấy quân công bài người, đều có thể phía trên cái này bảng, cùng Đế Huyết Thành quân công bảng cơ hồ là đồng bộ. Giờ phút này, Lưu Vân Thành quân công bảng trước mặt, cũng đồng dạng đứng đấy vô số tu sĩ, nhìn thấy quân công bảng phía trên bài danh, tất cả mọi người một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Cái kia Kiếm Hồng Trần là ai, là cái nào cổ vực thiên tài, dĩ nhiên một ngày, nhất cử nhảy vọt đến quân công bảng tên thứ 12. Theo ta thấy, nhất định là ta Vạn La Đế vực một cái nào đó đại tộc đệ tử, chỉ là bình thường không vì thường nhân hiểu rõ mà thôi. Cực có khả năng là, đoạn thời gian trước Diệp gia đột nhiên toát ra Diệp Khuynh Thành, nhất cử đoạt được quân công bảng hạng 10, cái này Kiếm Hồng Trần, đoán chừng cũng không yếu so với Diệp Khuynh Thành a. Đoàn người nhìn xem quân công bảng, nghị luận ầm ĩ, khó nén trên mặt chấn kinh chi sắc. A, đây không phải là Diệp Khuynh Thành a, hắn dĩ nhiên cũng tới. Đột nhiên có người kêu sợ hãi một tiếng, đoàn người bỗng nhiên hướng về hậu phương nhìn lại, lại là nhìn thấy một cái bạch bào thanh niên chậm rãi đi tới. Bạch bào thanh niên vác trên lưng lấy một chuôi trường kiếm, bạch sắc hai tóc mai giống như hai thanh trường kiếm cắm vào hắc phát, lộ ra một cỗ tuyệt thế sắc bén chi khí. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, khẳng định có thể nhận ra, cái này bạch bào thanh niên, không phải liền là Chiến Hồn Đại Lục Diệp Khuynh Thành sao? Lúc trước Diệp gia hư không tiêu thất, Diệp Khuynh Thành dĩ nhiên xuất hiện ở Vạn La Đế vực. Diệp Khuynh Thành không có để ý tới đám người, mà là nhàn nhạt nhìn xem quân công bảng, sắc bén ánh mắt nháy mắt rơi vào quân công bảng 12 được một cái tên, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt tiếu dung. Kiếm Hồng Trần, Diệp Khuynh Thành tự nói một tiếng, chậm chạp nói, người rốt cuộc đã đến. Lưu lại một câu, Diệp Khuynh Thành quay người liền rời đi nơi đây, cái khác tu sĩ toàn bộ đều vô cùng ngạc nhiên. Diệp Khuynh Thành có vẻ như nhận biết Kiếm Hồng Trần, làm Diệp Khuynh Thành biến mất thời khắc, đám người bên trong rốt cục có người kinh hô lên tiếng. Nếu như nói trước đó còn có người không có coi trọng Kiếm Hồng Trần cái tên này mà nói, bây giờ mỗi người đều nháy mắt cải biến nội tâm ý nghĩ. Diệp Khuynh Thành là ai? Đây chính là Diệp gia ngàn năm khó ra thiên tài một trong a, hắn dĩ nhiên nhận biết Kiếm Hồng Trần, người nào còn dám không nhìn Kiếm Hồng Trần đây? Từ một khắc này trở đi, Kiếm Hồng Trần ba chữ này cũng đã bắt đầu dương danh Vạn La Đế vực. Mà hết thảy, Tiêu Phàm là không biết, hắn vẫn ở chỗ cũ điên cuồng giết chóc ma cương, thu hoạch quân công chỉ. Bận rộn nửa ngày, dĩ nhiên mới lấy được hơn 4.800 quân công chỉ. Tiêu Phàm nhìn xem vô số cô bị đốt cháy đen ma cương, âm thầm thở dài một hơi. Hắn phát hiện, cái này quân công chỉ không phải bình thường khó khăn, chém giết cổ thần cảnh tiền kỳ, mới một chút quân công chỉ. Chém giết cổ thần cảnh trung kỳ, có thể thu hoạch được 2 điểm quân công chỉ. Cứ thế mà suy ra, chém giết cổ thần cảnh hậu kỳ cùng cổ thần cảnh đỉnh phong, phân biệt có thể thu hoạch 3 điểm cùng 4 giờ quân công chỉ. Hơn một canh giờ, Tiêu Phàm giết chết ma cương nhiều đến 2.000 đầu, vẫn như trước chỉ chiếm được hơn 4.800 quân công chỉ, đây là hắn trước đó không thể tưởng tượng. Nhìn đến, muốn thu hoạch được quân công chỉ, còn phải đi tìm kiếm cái khác dị ma mới được. Tiêu Phàm trầm ngâm nói. Dưới chân đạp mạnh, nháy mắt xuất hiện ở đại trận, bạch ma nhìn thấy Tiêu Phàm trở về, giống như nhìn quái vật đồng dạng nhìn xem Tiêu Phàm, bất quá trong lòng của hắn lại là thở dài một hơi. Dị ma giết hết, cũng nên đi, Tiêu Phàm cười cười nói. Bạch ma gật gật đầu, sau đó đột nhiên nhìn về phía nơi xa, đột nhiên sắc mặt biến hóa nói, sợ không phải dễ dàng như vậy liền có thể đi. Nghe được bạch ma mà nói, Tiêu Phàm trong mắt chán phóng một đạo lãnh điện. Bỗng nhiên nhìn về phía cái kia đen kịt trận pháp bên ngoài. Hắn có thể nghe được một chút tất tất tốt tốt thanh âm truyền đến, răng đầy bên ngoài mỗi một tấc không gian, từng đạo đen kịt dày đặc chỉ từ hắn ánh mắt bên trong lóe qua. Phệ Thiên Ma nghĩ, Tiêu Phàm sắc mặt biến hóa, còn người hơi hơi thu rụt một cái. Đối mặt những cái kia ma cương, hắn còn có thể không chỗ nào e ngại, bởi vì vô tận chi hỏa vừa lúc có thể khống chế, nhưng cái này Phệ Thiên Ma nghĩ, có thể liền muốn so những cái kia ma cương khủng bố hơn rất nhiều a. Hắn không chút do dự lấy ra một khối khai ngọc, bóp tay đánh ra từng đạo thủ ấn, muốn thôi động truyền tống khai ngọc rời đi nơi này. Oanh! Nhưng mà, không đợi Tiêu Phàm khởi động truyền tống khai ngọc, mấy đạo lợi mang từ trong bóng tối bay vụt mà tới, vạn tượng bàn long trận oanh một bỗng nhiên nổ tung. Ngay sau đó, lít nha lít nhít Phệ Thiên Ma nghĩ chen chúc mà tới, căn bản không cho Tiêu Phàm thôi động truyền tống khai ngọc thời gian. Ngươi không phải nói cái này vạn tượng bàn long trận có thể ngăn cản thần vương cường giả ba kích sao? Tiêu Phàm cực tốc lui lại, nhìn về phía bạch ma nói.
Ta là nói có thể ngăn cản thần vương cường giả tiền kỳ ba kích, nhiều như vậy phệ thiên ma nghĩ, đều là cổ thần cảnh, hơn nữa khả năng còn có thần vương cảnh phệ thiên ma nghĩ, làm sao có thể chống đỡ được. Bạch ma tức giận đáp lại nói. Trong lòng của hắn cũng phiền muộn vô cùng, cái này vạn tượng bàn long trận, ngăn trở thần vương tiền kỳ ba kích xác thực không có gì vấn đề, có thể cái này phệ thiên ma nghĩ thực sự nhiều lắm. Chủ yếu nhất là, hắn còn cảm nhận được một cỗ đáng sợ khí tức, cái kia phệ thiên ma nghĩ tuyệt đối đạt đến thần vương cảnh. Tiêu Phàm không khỏi trợn trắng mắt, hắn phát hiện bạch ma vẫn là quá không đáng tin cậy, bất quá lúc này không phải trách tội hắn thời điểm, việc cấp bách là lập tức trở về đến đế huyết thành. Hắn cũng không nghĩ đến, cái này phệ thiên ma nghĩ sẽ như vậy nhiều, hơn nữa liền nhường hắn thôi động truyền tống khai ngọc cơ hội đều không có. Hai người lui lại tốc độ rất nhanh, nhưng phệ thiên ma nghĩ lại sớm đã đem vạn tượng bàn long trận cho bao vây, Tiêu Phàm ẩn ẩn cảm thấy hắn đã sớm bị người tính kế. Bây giờ hai mặt thù địch, muốn đào tẩu đều là một vấn đề. Nhanh, theo ta đi. Bạch ma gầm thét một tiếng, một cái to lớn bàn tay từ không trung rơi xuống, mang theo hoảng sợ chi uy, tựa như muốn đem phiến này thiên địa đều cho đập nát một dạng. Ầm ầm, từng tiếng nổ vang truyền ra, chỉ thấy vô số phệ thiên ma nghĩ bỗng nhiên nổ tung, trong hư không tức khắc xuất hiện một con đường đến. Tiêu Phàm nhìn thấy, trong lòng kinh ngạc vô cùng, hắn hiển nhiên không nghĩ đến bạch ma lực lượng như thế đáng sợ. Vừa mới một trưởng kia, ít nói cũng chụp chết trên trăm con phệ thiên ma nghĩ. Một thoáng thời gian, Tiêu Phàm nhìn thấy vô số lưu quang bay vụt mà tới, rơi vào hắn quân công bài. Tiêu Phàm trong lòng buồn bực không thôi, bạch ma giết chết dị ma, quân công chỉ dĩ nhiên toàn bộ đều tính bản thân, chẳng lẽ đây chính là quân công bộ bài tác dụng. Bất quá giờ phút này, Tiêu Phàm căn bản không dám có bất luận cái gì chần chờ, hắn chỉ muốn lập tức thoát đi nơi này. Cho dù là hắn, giờ phút này cũng không dám cùng nhiều như vậy phệ thiên ma nghĩ tranh phong. Tu La tộc run rế, chết. Tiêu Phàm cùng bạch ma vừa mới xông vào phệ thiên ma nghĩ vây quanh, đột nhiên một tiếng quát như sấm truyền đến, ngay sau đó một vệt sáng từ chân trời nộ khiếu mà tới. Đó là một cái to lớn móng vuốt, mang theo dày đặc rét lạnh ánh sáng, xông thẳng Tiêu Phàm mặt mà đến, hắn mục đích hiển nhiên liền là Tiêu Phàm. Tiêu Phàm sắc mặt đại biến. Tu La kiếm không chút do dự nổi giận chém mà ra, huyết quang trùng thiên, quang hoa diệu thế, hư không đều bị hắn một kiếm cho xé ra. Oanh! Móng vuốt cùng Tu La kiếm hung mãnh đụng vào nhau, đáng sợ thần lực ba động mãnh liệt tứ phương, vô số phệ thiên ma nghĩ bị tung bay, Tiêu Phàm cả người bay ngược mà ra. Hắn áo bào phá toái, ngực có một đạo thật sâu vết cào, máu tươi nhiễm đỏ y phục, khóe miệng cũng tràn ra một tia máu tươi. Thần vương cảnh, Tiêu Phàm trong lòng lạnh xuống. Còn người tình quang lập lòe, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước. Tiểu tử, ngươi không sao chứ? Bạch ma không có thừa cơ đào tẩu, mà là đi tới Tiêu Phàm trước người, lo lắng hỏi. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, vận chuyển vô tận chiến điển, trên người thương thế lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục, bất quá vừa mới một kích, lại là nhường hắn có chút kinh hồn tán đảm. Đây chính là thần vương cường giả một kích ha, vẹn vẹn một kích, liền để hắn có chút tiếp nhận không được. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy một đầu vài trượng lớn nhỏ phệ thiên ma nghĩ, đang lạnh lùng nhìn xem hắn, màu đỏ tươi con ngươi lộ ra khát máu sát mang. Nhìn thấy ánh mắt kia, Tiêu Phàm luôn cảm giác có loại quen thuộc khí tức, có vẻ như cùng hắn lên lần chém giết đầu kia kiến vương giống nhau như đúc. Lúc này, Tiêu Phàm thể nội thí thần gầm nhẹ, tựa như đang cùng Tiêu Phàm giao lưu cái gì. Cái gì, lần trước ta giết chết cái kia kiến vương, chỉ là hắn phân thân. Tiêu Phàm trong lòng chấn động. Lần trước hắn tốn sức hiên tân vạn khổ mới giết chết cái kia thần vương cảnh kiến vương, nhưng hắn nơi nào nghĩ đến, cái kia kiến vương dĩ nhiên chỉ là phân thân, trước mắt một đầu mới là bản thể. Đem đồ vật giao ra đến, bản vương cho ngươi một cái thống khoái. Kiến vương lạnh như băng mở miệng, cái kia sáu đầu đao túc chớp động, phát ra dày đặc rét lạnh mang. Đồ vật, thứ gì? Tiêu Phàm nhíu mày, lắc lắc đầu nói, ta chưa từng cầm qua ngươi thứ gì. Còn dám rào biện, kiến vương hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị lần nữa xuất thủ. Tiêu Phàm cũng đã làm xong toàn lực chạy trốn chuẩn bị, nhưng bốn phía đều là lít nha lít nhít phệ thiên ma nghĩ, trải rộng thiên thượng địa hạ, cho dù muốn chạy trốn đều không thể. Trong đầu hắn lóe qua nguyên một đám ý niệm, luôn cảm giác sự tình không phải như thế đơn giản, lần trước ở Mạc Thạch Thành bị phệ thiên ma nghĩ vây công, hắn liền cảm giác có chút không thích hợp. Hít sâu một cái. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói, ta kiếm hồng trần làm việc, làm chính là làm, không có làm cũng sẽ không thừa nhận. Nhân tộc run rế,
liền biết rõ ngươi sẽ không thừa nhận, bản vương trước hết giết ngươi, lại bản thân chậm rãi tìm. Kiến vương gầm thét một tiếng, há miệng gào thét, từng đạo kim sắc thiểm điện theo nó trong miệng phun ra. Tiểu tử, ta ngăn lại hắn, ngươi trước trốn. Bạch ma nhìn thấy, giống to một tiếng, trực tiếp biến thành bản thể, mấy chục trượng cao thân thể giống như núi cao lớn, xử lý ở hư không, uy thế trùng thiên. Tiêu Phàm vẫn luôn không quá để mắt Bạch Ma, nhưng mà giờ phút này, trong lòng của hắn lại nhiều hơn một tia cảm động, không nghĩ đến ở nơi này thời điểm then chốt, Bạch Ma dĩ nhiên đứng ra. Trường sinh thú, kiến vương nhìn thấy Bạch Ma bản thể, trong lòng hơi kinh hãi, lập tức phát ra bén nhọn tiếng cười, ha ha, cổ thần cảnh trường sinh thú, coi là có thể làm gì được bản vương có thể ăn ngươi, đoạt ngươi cấp độ lực lượng, tương lai đột phá đại đế cảnh có hy vọng. Một đầu xúc sinh mà thôi. Bản đế giết ngươi giống như bóp chết một con kiến. Bạch ma hầm hầm giận dữ, đưa tay liền là một bàn tay vung ra, đi mau. Tiêu Phàm trong lòng có chút lo lắng, cái này kiến vương mặc dù là một con kiến, nhưng không phải dễ dàng như vậy liền có thể bóp chết. Chờ ta chốc lát, ta liền tới cứu ngươi. Tiêu Phàm lưu lại một câu, liền cầm trong tay tu la kiếm hướng về một phương hướng khác phóng đi, hắn không có khả năng là cái kia kiến vương đối thủ, lưu ở nơi này, chỉ có thể kéo bạch ma lui lại. Nho nhỏ cổ thần cảnh, ngươi có thể cứu được người nào? Hôm nay các ngươi đều phải chết, đám tiểu nhân, cho bản vương làm thịt hắn. Kiến vương nộ khiếu, hóa thành thiểm điện nhào về phía Tiêu Phàm. Đồng thời, cái kia đến hàng vạn mà tính về thiên ma nghĩ, điên cuồng hướng về Tiêu Phàm dũng mãnh lao tới, trong hư không truyền đến từng đợt bén nhọn ông minh chi thanh. Yên diệt, vô tận chi hỏa, Tiêu Phàm quanh thân hỏa diễm mãnh liệt cuộn trào ra, tu la kiếm càng là một kiếm nộ khiếu thiên địa. Chân hắn dẫm thái huyền thần du bộ, thẳng lướt mà ra. Hết tập 168.